Cờ vốn dĩ chỉ là một thiên kim xả được Hà Sa nuôi nấng. Nói đúng hơn là vào ngày này, cách đây 18 năm trước, tại Bệnh viện Thuận Nguyên, thì cô và thiên kim thật của Hà Sa đã bị đánh tráo. Xuất thân thật sự của cô là họ Phùng, nhưng khi cha mẹ Hà nhận lại đứa con gái ruột Phùng Kiều Ái thì cũng không có ý định từ bỏ cô. Cứ nghĩ đó là sức mạnh tình thân, nhưng thực chất thì đó là ý đồ của Hà Sa. Mục đích chính là không để cho Phùng Kiều Ái. À không, bây giờ Hà Kiều Ái gả đến Yến Sa, và đương nhiên người phải gả đến Yến Sa chính là cô, Hà Thục Huyền. Với những lời ngon ngọt thì cuối cùng Hà Thục Huyền cũng phải gả cho Yến Sa, một người được nói đến với những sự sợ hãi. Anh hiện tại là chủ của Yến Thị, từ trên xuống dưới Yến Sa đều phải nghe anh giảm sắc. Tuy nhiên thì đối với Hà Sa thì có ơn cứu mạng, nên cha mẹ anh trước khi lâm chung đã muốn cho con trai mình và Hà Sa thực hiện hôn ước. Người mà Yến Sa cần không cần phải là thiên kim Hà Sa, chỉ cần mang họ Hà và là dòng dõi Hà Sa là được. Yêu cầu vốn dĩ không quá đáng nên Hà Sa chẳng thể nào từ chối được. Tuy nhiên với thanh danh man sợ của Yến Sa thì đúng là chẳng ai dám gả con gái. Nhưng không biết là số Hà Sa may mắn hay là số Hà Thục Huyền xui xẻo nữa. Ngay giữa lúc Hà Kiều Ái nhận tù quy tông thì Yến Sa lại đưa Sình Lệ đến. Vì không muốn con gái ruột chịu khổ nên Hạ Cang, cha nuôi của cô, đã có vài lời nói riêng. Huyền, còn xem, chúng ta nuôi con 18 năm. Bây giờ chúng ta chỉ mới cùng Kiều Ái ở gần nhau chưa đến nửa năm. Nếu như thật sự gả Ái cho Yến Sa thì chúng ta thật sự không đỡ. Nghe đến đây thì Hà Thục Huyền đã sớm biết được kết cục của mình rồi. Nhưng rồi cô cũng đưa mắt nhìn về phía Hạ Cang và Mạc Liên Trì, nhỏ giọng nói: "Gả con đi thì hai người nữa sao?" Huyền, thật ra Yến Sa cũng không xấu xa như những gì mà mọi người bàn tán đâu. Nếu như anh ta không xấu như lời đồn, vậy tại sao hai người không gả Hà Kiều Ái đi? Nhất định phải là con sao? Mạc Liên Trì, mẹ nuôi của cô, nhìn thấy dáng vẻ ngang bướng kia thì liền nói: "Hà Thục Huyền, con nên nhớ, Ái mới là thiên kim thật của Hà Sa. Chúng ta không đuổi con đi là tốt cho con lắm rồi. Bây giờ con còn ở đây, nói gì nữa hả?" Có lẽ do Hà Thục Huyền đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình cầu huyết nên cô nghĩ rằng tình thân 18 năm vẫn lớn hơn tình thân ruột thịt. Nhưng cuối cùng cô lại quên rằng mối quan hệ ruột thịt chung quy vẫn có một sợi dây liên kết vô hình. Ngay cả người ở bên cạnh mình nhiều năm cũng chưa chắc sẽ có được. Đến cuối cùng thì Hà Thục Huyền cũng chấp nhận kết hôn. Ngày hôn lễ được cử hành thì cô cũng không có tâm trạng nhìn chú rể. Đến dáng vẻ của anh thế nào cô cũng không biết, chỉ biết rằng sau khi kết hôn xong thì anh chỉ ném lại cho cô 2 chiếc thẻ ngân hàng, sau đó liền bận rộn đi làm gì đó. Buổi sáng ngày đầu kết hôn, cô thức dậy vào lúc 8 giờ sáng, bước xuống nhà với gương mặt mơ hồ. Cô chỉ nhìn thấy những người làm trong nhà đang tất bật chuẩn bị bữa sáng, còn người chồng của cô thì giống như là bốc hơi mà mất tích vậy. Yến Sa đâu rồi? Người hầu nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại nhìn, sau đó đáp: "Bẩm phu nhân, Yến Sa sáng nay có việc bận nên không ăn sáng à?" Nghe vậy thì Hà Thục Huyền cũng chỉ gật gật đầu. Buổi tối thì có công việc khó nói, buổi sáng lại không thấy mặt mũi đâu. Người chồng này của cô đúng là khó nhìn mặt thật đấy. Nhưng rồi Hà Thục Huyền cũng mặc kệ, cô ngồi vào ăn sáng. Sau khi ăn xong thì cô liền rủ rê một số người bạn của mình đi shopping. Nói chung thì làm dâu nhà giàu cũng nhàn, ở nhà không làm gì mà chồng vẫn ném một số tiền lớn, chỉ có ngu mới không tiêu mà thôi. Còn Yến Cần Uy buổi sáng cũng có nhìn vợ một chút. Nói chung thì dáng vẻ của cô không phải là tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng ít nhất là cũng không đến nỗi xấu xí, khó xem. Hiện tại anh khá hài lòng với cô vợ này. Trong cuộc họp, điện thoại của anh bất ngờ liên tục kêu lên. Điều đó khiến cho Yến Cần Uy có chút khó chịu. Anh liền ném điện thoại cho trợ lý xem có chuyện gì. Lúc này thì Phong Vinh, trợ lý của anh, liền nói nhỏ vào tai. Yến gia, hình như phu nhân ở nhà vừa đi mua sắm. Đến đây thì Yến Cần Uy cũng cho tan họp và cầm điện thoại lên xem. Tình, tài khoản của quý khách vừa trừ 12.000 tệ. Tình, tài khoản của quý khách vừa trừ 26.000 tệ. Dần dần, con số đã lên 600.000 tệ. Như một loạt thông báo mà đầu của Yến Cẩn Uy bắt đầu choáng váng, anh đưa mắt nhìn về phía của Phong Vinh, nói. Cô ấy đang định mua nhà mới hay sao? Lúc này, Phong Vinh cũng xem lại báo cáo của Thu Hạ đi theo Hà Thụ Huyên, sau đó cậu ta liền nói. Hình như không phải, phu nhân hình như đang ở buổi đấu giá. Cô ấy đấu giá cái gì? Lúc này, Phong Vinh lại im lặng không đáp. Yến Cẩn Uy liền nhíu mày, mi tâm có chút rủ lên. Chẳng lẽ cô gái này dám đấu giá cái gì đó sai trái sau lưng anh sao? Nghĩ đến đây thì anh liền lạnh giọng nói. Nói, cô ấy mua cái gì? Phu nhân mua hai... À không, là 4 thanh niên trẻ tuổi ạ. Nghe đến đây thì Yến Cẩn Uy cũng chỉ biết thở dài một tiếng. Cứ nghĩ rằng cô vợ này sẽ ăn phận thủ thường. Buổi sáng này khi nghe người trong dinh thự báo lại rằng cô sau khi ăn sáng cũng chỉ đi loanh quanh trong nhà, sau đó thì cũng có ra vườn ngắm cây, ngắm cỏ, còn tưởng là một bé ngoan. Ai mà có ngờ chỉ sau đó mới có vài tiếng đã ra ngoài mua nam sủng rồi, đúng là chọc tức anh mà. Hình như phu nhân chưa về ạ. Theo như định vị xe của phu nhân thì cô ấy đang tiến đến... Bỗng nhiên Phong Vinh lại lấp lửng. Cái sự lấp lửng này của cậu ta lại khiến cho Yến Cẩn Uy cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ cô gái này có đến những nơi không nên đến sao? Ngay lập tức Yến Cẩn Uy liền nhanh chóng hỏi lại, hỏi rằng cô ấy đã đi đâu. Đương nhiên là Phong Vinh cũng không ngần ngại nữa, cậu ta liền nói. Phu nhân đang đưa 4 người kia đến một quán bar có tên là Sở Này. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì quán bar đó là của một cô gái xấu mặt có tên là Chủ Tước. Cô ấy từng đến đó trước kia chưa? Phong Vinh lại lắc đầu, sau đó còn cầm lấy một sấp tư liệu mỏng của Hà Thụ Huyền, nói. Theo như tôi điều tra thì những năm qua phu nhân vẫn luôn ngoan ngoãn làm Hà tiểu thư, chỉ là sau khi có sự xuất hiện của một vị tiểu thư khác thì không còn ngoan như trước nữa. Vị tiểu thư khác sao? Phong Vinh nhìn Yến gia nhà mình ngơ ngác như vậy thì cũng chỉ biết âm thầm thở dài. Làm ơn cho cậu ta xin đi, cả cái đất Minh Thành này chắc đã sớm biết chuyện của Hạ gia ôm nhầm con rồi. Ấy vậy mà Yến gia đỉnh đỉnh đại danh vẫn là con gà mờ bị Hà gia lừa gạt. Thật ra thì phu nhân Hà Thụ Huyền không phải là con ruột của Hà Càng, cô ấy chỉ đơn thuần là bị ôm nhầm thôi. Nhưng vì Hà Càng không muốn gả cô con gái ruột Hà Kiều Ái cho Yến gia nên mới đem cô ấy ra là ma chết thầy. Cậu ta vừa dứt câu thì liền nhận lại một ánh nhìn đầy yêu thương từ chủ nhân của mình. Thật ra anh không tức giận về chuyện Hà gia lừa dối anh, mà Yến Cẩn Uy đang tức giận khi Phong Vinh nói Hà Thụ Huyền là ma chết thầy khi gả cho anh. Chẳng lẽ chuyện gả đến nhà họ Yến kinh khủng vậy sao, còn ví với mà chết thầy nữa chứ. Đúng là không biết điều mà. Yến gia, vậy bây giờ anh định làm gì tiếp đây? Không biết, cũng không muốn nghĩ. Chuyện của cô ta thì kệ cô ta đi, miễn sao đừng làm xấu mặt nhà họ Yến là được rồi. Cậu tự mình xử lý đi. Nghe đến đây Phong Vinh cũng bày ra gương mặt ngơ ngác. Tự mình xử lý là xử lý thế nào đây? Cô ấy dù sao cũng là Yến phu nhân của Yến gia, mà cậu ta cho dù dám xử lý thì cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đầu nữa. Hai vợ chồng nhà này đúng là chỉ biết hành xác người khác thôi. Còn ở chỗ của Hà Thụ Huyền thì sau khi cô đấu giá được 4 người này liền đưa họ đến ba Sở Này. Nơi đây là một quán bar cực kỳ nổi tiếng ở Minh Thành. Nếu như đã đặt chân đến vùng đất Minh Thành mà chưa vào quán bar này thì đó là một thiếu sót lớn. Hiển nhiên thì Hà Thụ Huyền cũng không phải là người dư giả tiền bạc, dù rằng số tiền mà cô vừa dùng cũng không phải của cô. Đến đây Hà Thụ Huyền liền đi thẳng vào bên trong. Người biết thì im lặng, còn người không biết thì cũng im lặng nốt. Đi thêm một lúc thì đến một cánh cửa màu hồng mạnh mẽ. Lúc này thì cả bốn người nam nhân kia còn tưởng rằng mình đã lỡ đâm phải một sắc nữ, cho nên tay chân của họ cũng có chút run rẩy. Nhưng rồi sau khi bước vào căn phòng kia thì họ lại giật mình. Bên trong căn phòng đó không hề ngọt ngào như vẻ bề ngoài. Thay vào đó thì đây chính là phòng trà tấn trong truyện thuyết. Bốn người kia cũng tròn mắt nhìn Hà Thụ Huyên, nhưng sau đó cô chỉ cười một cái, nói: "Chào mừng bốn người đến với 3 giờ này. Đây chính là thiên đường dành cho mọi người đấy." Lúc này thì Hà Thụ Huyên liền vỗ tay 3 cái. Một loạt nhân viên kỳ cựu của ba liền bước đến. Cô cũng không muốn tiết lộ thân phận, chỉ nhanh chóng nhìn người đứng đầu ở đây, nói: "Lạc Lạc, phiền cô sắp xếp công việc cho bọn họ." Sau đó cô còn quay lại nhìn bốn người kia, chỉ tay điểm mặt, nói: "Từ nay bốn người sẽ tên là Thành Long, Hắc Hổ, Kim Ưng, Hoàng Lân. Hơn nữa cũng đừng thắc mắc, đừng hỏi gì cả, vì trước sau gì thì cũng biết thôi." Nói xong, Hà Thục Huyên cũng vẫy vẫy tay với bọn họ rồi rời đi. Lúc này thì một người trong số bốn người vừa rồi còn ngạch mặt ra, nói: "Vậy là chúng ta có việc làm rồi sao?" Ngay lập tức đáp lại lời của cậu ta chính là cô gái có tên là Lạc Lạc vừa rồi. Cô ấy còn mỉm cười dịu dàng, nói: "Các cậu chắc là có thiên phú lắm, thì chị Huyên mới giới thiệu vào đây. Chắc hẳn các cậu có nghe qua quý cô bí ẩn Chu Tước rồi, đúng chứ? Nơi này chính là một trong số các tài sản của cô ấy. Thiên đường đó, cố gắng tận hưởng đi." Đến khi Hà Thụ Huyên về lại dinh thự thì đã nhìn thấy người làm đều ra ngoài hết. Với năng lực xã giao thì lúc sáng cô đã hỏi rõ một về tình cách và một số quy tắc của người chồng này. Chỉ cần nhìn số người làm bị đuổi ra ngoài là cô cũng biết anh đã về nhà. Dù sao cũng kết hôn rồi nên cô cũng không ngại mà đi thẳng vào trong nhà. Chỉ vừa nhìn thấy Yến Cần Uy cùng Phong Vinh thì cô cũng đưa tay chào một cái, sau đó liền muốn chuồn nhanh lên phòng. Nhưng rất nhanh Yến Cần Uy lại nhìn cô, nói: "Phu nhân, em đi đâu mà gấp vậy? Đến đây ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói với em đây." Cái giọng này tuy nhẹ nhàng, dịu dàng đó, nhưng sao Hà Thụ Huyên lại cảm thấy có chút bất an vậy? Chẳng lẽ là cô quá đa cảm rồi? Cho dù có muốn viện cớ thì cô cũng không biết nên viện cớ gì để chạy đây. Thôi thì đành ngồi xuống vậy. Nhưng lúc này thì Hà Cẩn Huyên mới quan sát được Yến Cần Uy ở khoảng cách gần như vậy. Trước kia cô từng nghe đến tên anh với một cái gì đó rất lấp lánh. Đó chính là hào quang của nhân vật chính. Vì cha mẹ của anh đã qua đời, Yến gia lại là một dòng tộc với nhiều năm lịch sử oai hùng. Ấy vậy mà anh lại có thể trèo chống Yến gia ngày càng vững mạnh. Đến bây giờ thì anh vẫn là đường chủ nhà họ Yến, và mọi người hay gọi anh bằng cái tên Yến gia, tựa như là một sự tôn trọng tuyệt đối dành cho anh vậy. Chỉ là cô không hiểu lắm. Một người nói tài liền có tài, nói sắc cũng có sắc, vậy lý do gì anh phải chấp nhận liên hôn với một Hà gia nhỏ bé chứ? Càng nghĩ Hà Thụ Huyên càng thấy khó hiểu. Cơ mà cô có cái tật, đó là khi đang chăm chú nghĩ gì đó thì sẽ bớt xác nhíu mày. Vốn cô không có ý gì, nhưng cái tật này lại giống như cô đang bày tỏ thái độ không vui với người đối diện, nên nhiều khi cô cũng hay bị mắng vì chuyện đó. Hiển nhiên lúc này Yến Cần Uy cũng nhìn ra cô gái trước mắt đang nhíu mày, làm anh còn tưởng anh sai ở đâu. Nhưng rồi sau đó Yến Cần Uy liền hắng giọng ho một tiếng, rồi đưa mắt nhìn cô, nói: "Lúc sáng tôi có thấy em tiêu một lượng tiền khá lớn, không biết..." "À, tôi mua người đó." "Mua người?" Một người đã có chồng lại thản nhiên nhắc đến chuyện mua người trước mặt chồng mình. Hà Thụ Huyên này thật sự muốn chọc tức anh, có đúng không? "Đúng rồi, vừa dĩ tôi chỉ định đến buổi đấu giá tìm một chiếc ghim cài áo, nhưng thấy bọn họ đáng thưởng quá nên tôi mua luôn." Nghe đến đây thì mí mắt của Yến Cẩn Uy cũng có chút giật giật, chỉ vì nhìn họ có chút đáng thương nên mua họ về. Nhưng cô có biết rằng chuyện đó sẽ rất dễ bị đàm tiếu hay không? Đặc biệt hơn nữa, đó chính là với thân phận phu nhân họ Yến hiện tại thì cô càng dễ trở thành trung tâm của những cuộc bàn tán hơn. Nhưng còn chưa đợi Yến Cần Uy lên tiếng trách móc cô thì Hà Thục Huyền đã đứng dậy rồi lục tìm gì đó trong túi. Khoảng một lúc sau thì cô lại chủ động đi đến chỗ của anh rồi cúi người xuống. Cái hành động bất ngờ đó cũng khiến cho Yến Cần Uy phải giật mình. Đến phòng Vinh bên cạnh cũng trở tay không kịp, trong lòng cũng thầm cầu phúc cho cô gái lớn gan này. Và phút sau đó thì Hà Thụ Huyên cũng bước lùi lại mấy bước, còn nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười nói: "Thật ra tôi cũng không biết anh có thích cái này hay không, chỉ là tôi nghĩ nếu như anh đeo nó thì sẽ rất đẹp. Quả nhiên tôi nghĩ đúng rồi, Yến gia qua cho anh đó." Dứt lời thì Hà Thụ Huyên cũng nhanh chóng phóng xe chạy mất, bỏ lại Yến Cần Uy với gương mặt ngơ ngác chưa hiểu gì cả. Nhưng rồi anh lại đưa tay chạm vào chiếc ghim cái áo kia. Hóa ra cô đến buổi đấu giá là vì muốn mua quà tặng cho anh. Bớt chơn trong lòng của Yến Cần Uy lại cảm thấy có chút ấm áp. Có lẽ từ khi cha mẹ qua đời cho đến bây giờ thì anh chưa từng cảm nhận được sự quan tâm này. Không ngờ nó lại đến từ vị trí của người vợ mà anh cho rằng cô chỉ là vợ hờ của mình mà thôi. Phòng Vinh ở bên cạnh cũng nhìn ra được sự vui vẻ trên gương mặt của Yến gia, nhưng cậu ta lại không biết nên chê Yến gia phòng ngự quá kém hay nên khen phu nhân rất giỏi xoay chuyển tình thế này. Vốn dĩ vừa rồi ở công ty, Yến gia vẫn còn rất tức giận, thiếu điều là ly hôn ngay lập tức. Ấy vậy mà phu nhân chỉ mới tặng quà một chút liền biến thành viên kẹo ngọt ngào tỏa sáng rồi nè. "Yến gia, vậy chuyện mà ngài nói ở công ty thì sao ạ?" "Không cần điều tra nữa. À đúng rồi, Hà Thục Huyền này đã tốt nghiệp chưa?" Phòng Vinh lúc này lại tìm lại tư liệu của Hà Thục Huyền, nhưng ngay khi đọc xong thì cậu ta liền kinh ngạc, nói: Đã tốt nghiệp rồi. Cách đây 6 năm, phu nhân đã tốt nghiệp rồi." Không những Phòng Vinh kinh ngạc đến lắp bắp, mà cả một người được mệnh danh là học bá như Yến Cần Uy cũng phải há hốc mồm không thôi. Cô vợ này của anh hình như chỉ mới 24 tuổi, vậy mà đã tốt nghiệp đại học cách đây 6 năm. Vậy là khi cô 14 tuổi đã bắt đầu học chương trình đại học rồi sao? Đây gọi là gì nhỉ? Thiên tài, chắc chắn là thiên tài. Nếu học lực của cô ấy tốt như vậy, tại sao Hà gia không tận dụng nhỉ? Năm 18 tuổi, ngay khi phu nhân vừa tốt nghiệp thì Hà gia đã nhận lại Hà Kiều Ái. Có lẽ vì lý do này nên phu nhân mới không được vào Hà thị. Lúc này thì Yến Cần Uy liền có chút nhíu mày. Tuy nhiên thì đối với một thiên tài như Hà Thục Huyền thì bỏ lại đúng là một sai sót lớn. Hơn nữa anh có thể nhìn ra cô rất thích tiền, nếu chỉ là tiền thì đơn giản hơn rồi. Chuẩn bị hợp đồng cho phu nhân, tuần sau đưa cô ấy đến Yến thị, vị trí thư ký đặc biệt. Phòng Vinh vốn dĩ không phải người hay hỏi, nên khi nghe thấy phân phó từ Yến gia thì cũng nhanh chóng gật đầu rồi đi làm việc. Riêng Yến Cần Uy thì lại nhanh chân lên phòng để bàn bạc lại với người trong nhà. Nhưng ngay khi Yến Cần Uy mở cửa phòng đi vào thì đã nhìn thấy Hà Thục Huyền đang đứng trước gương. Không chỉ vậy mà còn hiên ngang đứng tạo dáng trước gương. Nhìn dáng vẻ kia của cô có chút tự kiêu, có chút gì đó gọi là kiêu ngạo, nhưng rồi cũng chỉ làm cho Yến Cần Uy cảm thấy buồn cười. "Phu nhân, dáng em rất đẹp, đừng tự ngắm mình nữa." Ai ra, con người phải biết yêu thương bản thân một chút, lỡ như sau này ly hôn xong cũng là một quý cô thanh lịch. Thật ra thì Hà Thục Huyền trước khi đồng ý kết hôn cũng có điều tra qua Yến Cần Uy. Cô biết rõ con người của anh không thích dạng phụ nữ quá tự phụ, tiêu tiền không nghĩ, hơn nữa còn đánh đá chủ hòa, ngại thật đó. Hà Thục Huyền chính là muốn biến thành cái dạng mà Yến Cần Uy ghét nhất. "Phu nhân, không biết em có hứng thú với Yến thị hay không? Đột nhiên tôi muốn tuyển dụng em vào công ty." Chỉ nghe đến Yến thị thì vẻ mặt đánh đá của Hà Thục Huyền cũng khựng lại một chút, nhưng rồi sau đó liền nhanh chóng lấy lại trạng thái, hót tóc nói: "Không cần đâu, ở nhà tiêu tiền chẳng phải sẽ sung sướng hơn sao? Yến gia, lẽ nào nuôi thêm tôi Thiến Thị sẽ lỗ vốn à? Đứng trước câu hỏi của Hà Thục Huyên, Thiến Cẩn Uy cũng không hề tỏ ra tức giận. Thậm chí anh còn cảm thấy cô gái này đang cố ý. Nhưng cho dù cô có cố ý hay không thì anh cũng không quan tâm. Đối với Yến Cẩn Uy mà nói thì anh chỉ muốn đưa một thiên tài như cô đến Yến Thị. Nhân hội đó nói cho Hà Gia biết rằng phu nhân Yến Gia chỉ có thể là cô. Không vội, em cứ suy nghĩ đi. Dừng lại một chút, Yến Cẩn Uy lại nói. À đúng rồi, Yến Thị nuôi thêm em cũng không đến nỗi phá sản. Chỉ là tôi nghĩ em sẽ không thích tiêu tiền của người khác đâu nhỉ. Quả nhiên là ngay khi Yến Cẩn Uy xuất câu thì Hà Thục Huyên đã quay lại nhìn anh một cái, nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười vô tri từ Yến Gia. Là thế thì cô cũng không muốn nói nữa. Cái tên này hình như có gì đó đi lệch hướng rồi. Rõ ràng dạng phụ nữ như cô bây giờ đâu phải là người mà anh thích chứ. Bạn gái cũ của anh chắc chắn vì như vậy mới bị đá đi mà. Sao đến cô lại không phải như vậy chứ? Yến Gia, anh đừng tỏ ra quá hiểu tôi. Nếu không thì chỉ có khiến anh tự vả mặt mình thôi. Phu nhân của mình không hiểu thì ai hiểu đây? Nói xong, Yến Cẩn Uy cũng chuyển để lại cho cô một chiếc váy xã hội. Nói rằng ngày mai Yến Thị sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở du thuyền. Hiển nhiên cô đã là vợ của anh thì phải cùng anh đi tham dự. Chiếc váy xã hội này là anh giải công chuẩn bị, hy vọng rằng cô không làm anh thất vọng. Nói xong thì Yến Cẩn Uy cũng rời đi, bỏ lại Hà Thục Huyên cũng chỉ biết nhíu mày. Nếu như mà theo lời anh nói thì bữa tiệc kia không phải sẽ rất nhiều người sao? Chắc hẳn thông gia như Hà Thị cũng xuất hiện. Đột nhiên bây giờ cô lại muốn xem sắc mặt của Hà Kiều Ái khi nhìn thấy Yến Cẩn Uy, để xem cô ta tiếc nuối như thế nào. Cầm chiếc váy xã hội trong tay, sau đó lại nghĩ đến dáng vẻ của Yến Cẩn Uy trong bộ âu phục. Bất chợt cô lại mỉm cười. Quả nhiên là Yến Gia của Minh Thành, người người ngưỡng mộ cũng không phải là không có lý do. Buổi tối, Yến Cẩn Uy cũng đã đi vào phòng ngủ, nhưng khi anh đi vào đã thấy Hà Thục Huyên yên vị trên giường. Đương nhiên là cô cũng rất biết điều mà trở lại cho anh một chỗ. Ngay khi Yến Cẩn Uy trèo lên giường thì Hà Thục Huyên liền quay sang ôm lấy anh. Tuy là vậy nhưng anh cũng không gạt bỏ, trái lại còn đưa tay chạm vào mũi cô, nói: "Ngủ xấu thật đấy, Hà Thục Huyên." Một giây sau đó thì Hà Thục Huyên liền hách mũi một cái rồi quay sang hướng khác. Nhưng Yến Cẩn Uy lại có cảm giác cô gái này quả nhiên không có phòng bị gì cả. Xem ra buổi sáng anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng đến buổi sáng khi Hà Thục Huyên thức dậy thì đã không nhìn thấy Yến Cẩn Uy đâu. Cô còn tưởng buổi tối hôm qua anh không ngủ ở phòng mình. Lúc này thì tâm trạng của cô vẫn còn rất vui vẻ. Tuy nhiên thì ngay sau khi đi vào nhà vệ sinh thì mọi chuyện đã khác. Không chỉ tối qua Yến Cẩn Uy ngủ ở đây mà còn là ngủ trên giường cùng với cô nữa kìa. Vì ngay khi vào nhà vệ sinh đã nhìn thấy quần áo của anh thay ra ở đây. Không chỉ thế mà bạn trai của cô cũng đã có người giúp nặn kèm. Nhưng hôm qua anh đã leo lên giường lúc nào? Sao cô lại không biết gì hết vậy? Mà kệ dòng suy nghĩ vớ vẩn của mình thì cuối cùng Hà Thục Huyên cũng đi xuống nhà ăn sáng. Nhưng lúc này Yến Cẩn Uy đã đi làm từ sớm rồi. Trên dưới trong nhà cuối cùng cũng chỉ còn lại cô. À không, còn một người nữa mà cô khá là để ý. Đó là một cô nữ hầu tên là Phiên Du. Nhìn tác phong của cô ấy thì hoàn toàn không khác gì những người đào tạo chuyên nghiệp. Hiển nhiên thì cô cũng nhìn ra cô gái này có thể xem là cánh tay đắc lực của Yến Cẩn Uy. Trong lúc cô đang ăn sáng thì Phiên Du lại mang theo điện thoại của cô đến, nói: "Phu nhân, người nhà họ Hà gọi đến, cô có muốn nghe máy không ạ?" Đương nhiên, Hà Thục Huyên cũng phải đùa mát nhìn vào dãy số kia. Không cần nói cũng biết đó là số của Hà Cang rồi. Chắc hẳn là gả cô đi được mấy ngày nhưng không thấy bị trả về, thế nên lại sắp có một bữa diễn màn kịch cha con tình thâm đầy. Dù sao thì cũng có danh nghĩa là cha con. Đương nhiên Hà Thục Huyên không phải kiểu người ăn cháo đá bát, liền đặt nhẹ cái đĩa đang cầm trên tay xuống, rồi nhận máy. Alo, Huyền, là Trà đây. Dạo này con sống ở Yến Sa, có tốt không vậy? Cha mẹ không thấy con gọi về nên có chút lo lắng. Trà, hiện tại con đang pha trà với rửa bát nữa. Trà đợi chút, giờ con gọi lại cho cha nha. Ở đầu dây bên kia, Hà Cang liền im lặng, sau đó cũng chỉ nói qua loa mấy câu rồi tắt máy. Hà Thục Huyên nhìn vào thái độ kia của ông ấy, cũng đủ biết người đàn ông này chắc hẳn là đang làm bộ làm tịch. Xem như là lần này cô không thể tiếp tục như thế này nữa. Nhưng mà vùng xa kia, ở tận Lưu Thành, bây giờ cô phải đến đó xem sao. Nhưng chắc đi ngay thì không được rồi. Phiền dù, hôm nay Yến Sa có về không? Yến Sa nói buổi chiều sẽ quay về đưa phu nhân đến bữa tiệc. Hà Thục Huyền nghe vậy cũng chỉ gật đầu. Thế là cô vẫn còn thời gian, là từ bây giờ cho đến chiều. Trong thời gian này cô nên làm gì được nhỉ? Nên đi dưỡng da hay là đi shopping que thẻ đây? Chỉ cần nghĩ đến chuyện phải làm cũng đủ khiến cho Hà Thục Huyền thấy đau đầu. Tính ra làm người sau cũng cực thật đấy, phải suy nghĩ cách nào để tiêu tiền. Dùng bữa sáng xong, Hà Thục Huyền lại chọn ở nhà. Cô đi vào thư phòng của anh, tìm lấy một quyển sách nào đó, rồi ngồi ở phòng khách để đọc sách. Đúng lúc này thì có 4 người phụ nữ lại đi vào. Phiên Du nhìn vậy lại đi đến bên cạnh cô rồi nói: Phu nhân, người kia là mợ út của Yến Sa, Trần Tiếu. Còn 2 cô gái kia là con gái của bà ấy. Một người tên là Yến Vận, một người là Yến Hy. Người mặc chiếc váy đỏ là bạn thân của Yến Hy, cô ấy tên là Diệp Lam Tầm. Vốn dĩ nếu theo vai vế thì Hà Thục Huyền là phận con cháu, nhưng hiện tại Yến Cẩn Uy mới là đường chủ của Yến Sa nên cô không cần trao hỏi gì. Trái lại thì những người kia còn phải trao lại cô. Chỉ duy nhất cô gái tên là Diệp Lam Tầm kia là có chút kỳ quái. Từ khi cô ta đặt chân vào dinh thự này thì đã nhìn ráo rác xung quanh, tựa như là đang tìm ai đó. Còn người mợ út Trần Tiếu thì càng không phải nói, trực tiếp ngồi xuống đối diện cô, nói: Vợ mới cưới của Tiểu Uy đúng là không biết phép tắc gì cả. Người lớn đã ngồi đây rồi, cậu không biết lên tiếng chào hỏi. Nhưng sau khi bà ta dứt lời thì Hà Thục Huyền liền gấp quyển sách lại, có đưa mắt rừng rừng về phía của bà ấy, đáp: Chẳng lẽ tôi còn phải cơm bưng nước sót cho mấy người sao? Chị dâu à, chị dù sao cũng là phận tiểu bối, rót nước pha trà mời mẹ em thì sao chứ? Yến Hy không nhịn được liền nói một câu, tuy nhiên chỉ nhận lại một nụ cười khinh bỉ từ phía của Hà Thục Huyền. Ngay sau đó, Phiên Du cũng đứng ra nói: Thân phận của phu nhân đây là vợ của đường chủ Yến Gia, theo thân phận thì mọi người phải chào cô ấy mới đúng. Còn hầu này, cô có ý gì hả? Tôi đường đường là mợ út của nó, vậy mà còn bác tôi chào nó sao? Nhìn thấy Trần Tiếu nổi giận thì Diệp Lam Tâm lên ngay lập tức dỗ dành. Nhưng rồi sau đó Hà Thục Huyền lại nói: Mợ út sao? Tôi chưa từng nhìn thấy bà nên tôi cũng chẳng có lý do gì phải chào bà cả. Nhưng đây là nhà tôi, các người tự tiện xông vào, nếu tôi báo cảnh sát thì các người toi đời đấy. Nghe đến đây thì Trần Tiếu liền biết đứa cháu dâu này không phải dễ đụng, nên bà ta thay vì khích tướng thì lại giả vờ nói: Thật là nóng tính, chẳng hiểu Tiểu Uy thích cô ở chỗ nào nữa. Thay vào đó, Lam Tâm dịu dàng, thùy mỹ thế kìa, đúng là nhà này vô phúc mà. Yến Cẩn Uy thích nhất ở tôi chính là cái nóng tính này đó. Mọi người không biết gu của anh ấy sao? Quê mùa. Lúc này Hà Thục Huyền mới mường tượng ra mọi thứ. Hóa ra người mợ út Trần Tiếu này từ đầu đã có ý định là mai Diệp Lam Tâm cho Yến Cẩn Uy. Dù sao cô ta cũng được xem là bạn thân của con gái bà ấy, gả cho Yến Cẩn Uy thì cũng coi như là điều khiển được anh. Nhưng xui xẻo thay, từ lâu nay Yến Gia và Hạ Gia lại có hồn ước, nên kế hoạch của bà ta đã phá sản trong phút chốc. Nhưng rồi sau đó Yến Hy có nói cô dâu lần này của Yến Cẩn Uy cũng chỉ là một thiên kim giả, sống ở Hạ Gia vẫn luôn nhẫn nhịn, cơ ngỡ là còn có thể đến đây dọa cô một chút, hoàn toàn dọa cho cô sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng không ngờ tính cách của cô lại khác xa với những gì bà biết. Dù sao thì con người của Yến Cẩn Uy từ trước đến nay đều rất ghét dạng phụ nữ đành đá, chuông qua, lại còn kiêu ngạo, hổng hách. Nhưng nhìn dáng vẻ này của Hà Thục Nguyên thì chính là dạng phụ nữ đó. Nhưng tại sao anh vẫn chưa chịu ly hôn chứ? Đúng là kỳ quái mà. Cô nói năng lung tung cái gì vậy? Từ trước đến nay, Tiểu Uy ghét nhất là dạng người như cô. Cứ cho nó đi, sớm muộn gì nó cũng sẽ ly hôn với cô thôi. Tôi cũng đang chờ ngày đó đây. Vậy phiền phu nhân nói với anh ta nhanh lên. Tôi còn nhiều việc để làm lắm. Chứ là vợ của anh ta, chả muốn chết. Đừng nói là Trần Tiếu cứng miệng, đến Yến Hy và Diệp Lam Tâm cũng phải kinh ngạc. Ở ngoài kia, có cả trăm, cả ngàn người muốn làm vợ của Yến Cần Uy, còn Hà Thụ Huyên lại muốn nhanh chóng ly hôn. Đầu óc của cô có vấn đề gì à? Cô... À đúng rồi, nếu mà các người muốn đưa con cá trình này lên giường của Yến Cần Uy thì tôi có một cách. Nhưng nếu thành công rồi, nhớ bảo Yến Cần Uy ly hôn sớm nha. Tôi thật sự nhàm chán, muốn chết luôn rồi này. Nhìn dáng vẻ kia của cô thì không chỉ đưa ba người họ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, mà hình như những lời cô nói đều là thật lòng thì phải. Cô gái này thật sự không thích Yến Cần Uy chút nào sao? Mà không đúng, phải nói rõ là rất ghét và rất muốn nhanh chóng bị ly hôn. Kỳ lạ quá đi. Cô có cách sao? Thật không? Thật. Nhưng trước tiên thì bảo con cá trình nhà bà ăn mặc ngoan hiền vào. Với cả bớt tắm bằng nước hoa đi. Người ngợm cứ như cái bình hoa di động, ăn mặc thì lố lăng, chẳng ra thể thống gì cả. Mặc dù Diệp Lam Tâm hiện tại rất tức giận, nhưng cô ta cũng cố gắng nở ra một nụ cười nhẹ nhàng nhìn Hà Thục Huyền. Nhưng mỗi giây sau đó lên bị Hà Thục Huyền nói: Dẹp ngay cái nụ cười gớm ghiếc đó đi. Nhìn cô như yêu quái vậy. Hay, tôi nói thật nha, hay là bà tìm con cá trình khác đi. Chứ tôi nhìn con cá này tôi còn chán, huống chi là Yến Cần Uy. Nghe đến đây thì Trân Tiếu mới chú ý đến Diệp Lam Tâm. Hình như những gì Hà Thục Huyền nói rất đúng. Gương mặt của Diệp Lam Tâm cũng không gọi là xinh đẹp, dáng vóc so với Hà Thục Huyền cũng thua một chút. Hơn nữa còn không biết diễn, chẳng lẽ bà ấy phải đổi người thở sao? Vậy cô có cách gì giúp tôi không? Đến đây thì Hà Thụ Huyên liền ngoắc tay bảo Trần Tiếu đến. Hiện nhiên bà ấy cũng không phòng bị mà lập tức bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Lúc này Hà Thụ Huyên liền nói: Chẳng phải chiều này Yến thị có tổ chức tiệc sau. Chút nữa ở bữa tiệc tôi sẽ giả vờ làm rơi rượu lên váy, sau đó sẽ đi vào phòng nghỉ trước. Tôi sẽ đưa số phòng cho bà là 69, còn tôi sẽ đi vào phòng 99. Khi nào Yến Cần Uy tìm tôi thì nói tôi ở phòng 69, rồi bà tìm gì đó như thuốc mê, xuân dược chuốc cho anh ta, rồi đưa anh ta vào trong. Cô nghĩ Yến Cần Uy sẽ bị lừa sao? Nếu lỡ nó cho người đi theo cô vào phòng thì sao? Bà mình gốc ấy. Để tôi mới chọn phòng 69 và 99. Lúc đầu tôi sẽ sửa số 9 ở phòng 99 thành số 6. Đợi người của Yến Cần Uy đi thì tôi sẽ sửa lại nguyên trạng. Như vậy là xong rồi. Trần Tiếu nghe đến đây cũng chỉ gật gật đầu. Nhưng rồi nói thêm một lúc thì Phiên Du ở phía sau lại không biết phải làm gì. Phu nhân muốn bán đứng Yến Sa trước mặt cô ấy sau. Cái này thì cô ấy có nên nói cho Yến Sa biết hay không nhỉ? Sau khi nói chuyện và cho Diệp Lam Tâm ý kiến thì bốn người họ cũng về. Nhưng trước khi về thì Yến Vận có nán lại một chút. Cô ấy cúi đầu trước mặt cô nói: Chị dâu, em xin lỗi. Mẹ em thật sự không có ý chưa cắt chị với Yến Sa đâu. Chị đừng để ý nha. Đâu, tôi có để ý đâu. Nhưng chuyện tôi giúp bà ta cũng là giúp mình thôi. Em gái à, em đừng nghĩ nhiều, hả? Yến Vận thật sự không thể nào hiểu nổi người chị dâu này nữa. Rõ ràng Minh Thành có rất nhiều người muốn gả cho Yến Cần Uy, nhưng người chị dâu này tự như chỉ muốn chạy thoát càng sớm càng tốt vậy. Thật là cô gái kỳ lạ. Còn Phiên Du lúc này mới ho khan một tiếng, nói: Phu nhân, kế hoạch của cô tôi đều nghe rồi. Ồ, vậy sao? Thái độ của Hà Thục Huyên dường như là không quan tâm lắm. Rốt cuộc thì trong đầu người phu nhân này đang tính toán cái gì vậy chứ? Muốn đoán cũng chẳng đoán ra. Đến buổi chiều, Lúc này thì Hà Thục Huyền đang được trang điểm bởi một chuyên gia trong nghề. Chỉ vừa mới nhìn thấy cô Thùy là người đó đã phấn khích đến mức muốn nhảy dựng lên, đến phiền dù cũng có chút giật mình với thái độ của người đó. Tên cậu ta là Daigo, là một trong số những chuyên viên trang điểm nổi tiếng bậc nhất nước Á. Nhưng với tính cách khó chịu, mức thu nhập lại cao, dường như cậu ấy chỉ được thuê bởi các phu nhân quyền quý. Hôm nay, khi Daigo đến thì đã chạy bổ đến, muốn đưa tay sờ vào gương mặt nhỏ và mái tóc dài óng ả của Hà Thục Huyền. Không chỉ thế mà cậu ta còn có chút kích động, nói: Từ trước đến giờ, tôi chưa từng nhìn sang mặt của ai lại mướt mát như vậy, với mái tóc dài óng ả này nữa. Tiểu tiên nữ, chị dưỡng da và tóc thế nào vậy? Có thể truyền chút bí kíp cho tôi không? Đương nhiên, Hà Thục Huyền cũng không giấu gì cả. Trong lúc cậu ấy giúp cô trang điểm và làm tóc, thì cô cũng chia sẻ lại bí kíp dưỡng da lẫn dưỡng tóc của mình. Thật ra, đó cũng chẳng gọi là bí kíp nữa. Đó chỉ đơn giản là những gì cô học được trên mạng. Sau đó chính bản thân Hà Thục Huyền góp nhặt lại rồi làm theo đó. Chính cô cũng không ngờ là nó có hiệu quả như vậy. Sau khi trang điểm và làm tóc cho cô xong, thì Daigo cũng chú ý đến chiếc váy xã hội được đặt ở trên giường. Lúc này, cậu ta mới bắt đầu cảm thán về mức độ chiều vợ của Yến gia. Chẳng những là bỏ một số tiền lớn để cậu ta đến đây trang điểm, mà còn bỏ không ít tiền mua lại chiếc váy xã hội kia. Nếu như tính đúng, thì chiếc váy kia có giá trị liên thành, có khi còn mua được một căn dinh thự nữa ấy. Nhìn đến cảnh tượng người ta chiều vợ như mạng, Daigo liền có chút ganh tị, nói: Phu nhân, ganh tị với cô thật đấy. Yến gia quả thật rất trân trọng cô. Đến khi Hà Thục Huyền mặc chiếc váy kia vào thì Daigo liền có suy nghĩ khác. Thảo nào Yến Cần Uy lại giấu cô vợ này kỹ như vậy. Mặc dù gương mặt của Hà Thục Huyền không gọi là tinh xảo, nhưng nhờ có đường nét sẵn cộng với tài năng trang điểm của Daigo thì bây giờ cô hoàn toàn trở nên xinh đẹp. Vóc dáng của cô thì không cần nói rồi, làn da mịn màng, bờ vai thon nhỏ, chiếc cổ cũng tinh tế nữa, cộng với chiếc váy trễ vai dáng đuôi cá, lại còn xẻ tà để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, phía eo lại được cắt xẻ một chút để lộ đường cong hoàn hảo. Nhưng mức độ sang trọng không dừng lại ở đó, trên ngực và trải dài hết vòng eo chính là những viên kim cương được đính kèm vô cùng tinh tế. Mái tóc dài cũng chỉ uốn nhẹ đơn giản rồi xõa ra, càng làm tô lên nước da trắng ngần. Đến đây, Phiên Du mới lấy trong hộp trang sức ra một cái châm cải tóc rồi đưa cho Daigo. Cậu ta hiểu ý liền nhanh chóng cầm lấy rồi cài lên tóc cho Hà Thục Huyền. Lúc này Daigo thật sự rất xúc động. Vốn dĩ lúc nãy còn là một cô gái không có khí chất, bây giờ lại lộng lẫy như tiên nữ dáng trần. Phu nhân, đã xong rồi ạ. Với lại Yến gia cũng đang chờ ở dưới nhà. Hà Thục Huyền cũng chỉ gật đầu. Cô còn chưa kịp nhìn bản thân lần nào thì đã bị Phiên Du đưa xuống nhà. Vừa nhìn thấy cô thì Yến Cần Uy đã lập tức nở một nụ cười. Quả nhiên mắt nhìn của anh không sai, chiếc váy kia chỉ hợp với vợ anh mà thôi. Tiếp theo sau đó, khi Hà Thục Huyền bước xuống dưới nhà và đứng đối diện anh, còn chưa đợi cô nói gì thì Phong Vinh đã nhanh chóng cho người đem ra 3 chiếc hộp khác nhau. Ánh mắt của Hà Thục Huyền lên khó hiểu nhìn anh. Nhưng hành động sau đó của Yến Cần Uy lại làm cho cô giật mình. Mở chiếc hộp đầu tiên thì đó là một đôi hoa tai sang trọng, nhìn cổ sáng và số đá đính trên đó thì e là giá trị cũng không nhỏ. Yến Cần Uy đích thân đeo lên cho cô. Cái hành động đó đừng nói là Hà Thục Huyền giật mình, đến cả Phong Vinh và Phiên Du cũng có chút hoảng hốt. Rồi đến chiếc hộp thứ hai là một sợi dây chuyền kim cương, anh cũng là người trực tiếp đeo lên cho cô. Đến cuối cùng là một cặp nhẫn. Lúc họ kết hôn thì chỉ tổ chức một hôn lễ nhỏ, với cả cũng chỉ là đeo nhẫn tạm thời, anh cũng không có ý định mua nhẫn cưới. Nhưng lúc sáng nay khi đi mua dây chuyền thì lại thấy cặp nhẫn rất đẹp. Yến Cần Uy không đợi Hà Thục Huyền nói gì đã nắm lấy tay cô rồi đeo nhẫn vào. Hiển nhiên anh cũng không trông chờ vào việc cô sẽ đeo lại cho anh, nên sẽ biết tự giác mà đeo trước còn lại. Tuy lúc này Hà Thục Huyền vẫn không hiểu anh có ý gì, nhưng nhìn xuống chiếc áo vest kia thì lại thấy chiếc ghim cài áo mà cô tặng. Vốn dĩ nó không đáng giá bao nhiêu, mà ở bữa tiệc này rất lớn, ấy vậy mà anh lại dùng nó. Cứ đàn ông này rốt cuộc là có ý gì đây? Em sẵn sàng chưa, Yến phu nhân? Yến gia, tôi sẵn sàng rồi. Được, rất trông mong vào biểu hiện của em. Hà Thụ Huyền cũng chỉ cười nhạt, cô lại trông chờ vào biểu hiện của một số người khác hơn. Đặc biệt chính là Hà tiểu thư thật sự kia. Nếu để Hà Kiều Ai biết người cô ta không muốn gả lại chính là Yến Cần Uy thì sẽ thế nào nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến sắc mặt của cô ta cũng đủ làm cho Hà Thụ Huyền thấy vui sướng rồi. Buổi tiệc được bắt đầu từ sớm. Người chủ trì bây giờ là một trong số những thân tín của Yến Cần Uy. Anh rất hài lòng với người đó nên cũng không quá vội vàng. Đương nhiên là đi theo Yến Cần Uy và Hà Thục Huyền vẫn luôn có sự hiện diện của Phiên Du và Phùng Vinh. Không phải là anh sợ cô vợ này bị bắt nạt, anh chỉ sợ có người ngu ngốc bắt nạt cô gái này rồi lãnh lại đủ sự mất mặt thôi. Ngay khi Yến Cần Uy đến bữa tiệc thì đã có rất nhiều cái nhà báo quay quanh và muốn chụp ảnh của anh. Ngoại trừ nhà báo thì còn có rất nhiều ông chủ của các công ty khác cũng trông chờ, trong đó có Hà Cang và Hà Kiều Ái. Vì ông ta nghe nói từ khi Hà Thục Huyền cả đến đó thì chưa thấy Yến gia phàn nàn lần nào. Hơn nữa, đứa con rể này cũng không quá định đến thăm gia đình vợ, mà trong hồ lễ còn quá đáng hơn. Anh lại mang mặt nạ nên dường như ngoại trừ Hà Thục Huyền thì chưa ai thấy mặt của anh cả. Còn Hà Kiều Ái đương nhiên là không đi một mình rồi. Cô ta đang đứng với một nhóm các đại tiểu thư của các tập đoàn khác cũng có danh tiếng ở Minh Thành. Nhưng dù sao Hà Kiều Ái cũng lớn lên ở thôn quê, nói sao thì cũng không thể hòa hợp với bọn họ được. Duy nhất chỉ có một người, cô ấy tên là Quân Tiểu Trần, là tiểu thư của nhà họ Quân. Dường như cô ấy rất quý người anh họ của Hà Kiều Ái, tên là Mạc Đĩnh Hành, nên vẫn chủ động nói chuyện với Hà Kiều Ái. Nhưng mà mọi hào quang của Hà Kiều Ái đều bị dập tắt từ khi Yến Cần Uy xuất hiện. Lần này anh không đến một mình mà còn dẫn theo người vợ mới cưới đi cùng. Yến Cần Uy chủ động đưa tay để dìu vợ mình xuống, ánh mắt dịu dàng có chút nhu thuận nhìn cô, nói: "Đến nơi rồi, bà xã." Hiển nhiên với một người như Hà Thục Huyền thì cũng rất biết cách phối hợp, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên tay anh, còn cười đến ngọt ngào, nói: "Cảm ơn anh, ông xã." Lúc này Hà Kiều Ái liền trố mắt xa nhìn. Vốn dĩ cô ta mới là tiểu thư nhà họ Hà, là người có thể đường đường chính chính kết hôn với Yến Cần Uy, nhưng tất cả đều bị con tu hú chiếm tủ như Hà Thục Huyền cướp hết tất cả. Đến Quân Tiểu Trần nhìn thấy Hà Thục Huyền cũng mở to mắt nhìn, rồi lại nhìn sang Hà Kiều Ái. Cùng là tiểu thư Hà gia, nhưng tại sao khởi chất lại khác biệt lớn như vậy chứ? Tuy là biết rõ Hà Thục Huyền cũng chỉ là thiên kim giả thôi, nhưng bây giờ người ta là vợ của Yến Cần Uy, là phu nhân của Yến gia, cái thân phận đó cũng đủ xỉm chết hết nhà họ Hà rồi. Đây còn là phu nhân được Yến gia cưng chiều, kiểu này họ lại phải xem sắc mặt của cô mà sống thôi. Đi được một chút thì Hà Cang đã kéo Hà Kiều Ái lại. Nói sao thì bây giờ ông ta vẫn rất hối hận khi không gả Hà Kiều Ái cho Yến Cần Uy. Nếu như ông biết trước Yến Cần Uy là một người thanh niên sáng lạn như vậy thì đã không gả Hà Thục Huyền rồi. Nhưng mà so với nhan sắc thì Hà Kiều Ái vẫn hơn Hà Thục Huyền một chút. Biết đâu nhờ vậy ông ta có thể luân chuyển cản khôn. Nghĩ đến đây thì Hà Cang liền kéo con gái ruột đến, nhìn Hà Thục Huyền và Yến Cần Uy, nói: "Yến gia, cậu cũng đến à? Giới thiệu một chút, đây là con gái tôi, Hà Kiều Ái." Sau đó ông ta còn nhìn sang Hà Kiều Ái, nói: "Tiểu Ái, mau chào Yến gia đi." "Anh Cần Uy, chào anh, em là Hà Kiều Ái." Nhưng một giây sau đó thì thái độ của Yến Cần Uy đối với Hà Cang lại khác biệt ngay. Ánh mắt không có chút thiện cảm, lạnh nhạt nói: "Gọi tôi là Yến gia, tôi không có em gái như cô." Nói xong anh lại quay ngoắt về phía của Hà Thục Huyền, dịu dàng vỗ vỗ tay của cô mấy cái, nhỏ giọng nói: Em và Phiền Dù qua kia ăn chút gì đi, chút nữa anh đến tìm em. Được. Lúc này Phiền Du và Phong Vinh đều được điều phái đến bên cạnh cô. Còn tưởng là khi Hà Cang nhìn thấy hai người họ thì sẽ ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng không ngờ ông ta lại mặt dày vô sỉ, có đi đến chỗ của Hà Thục Huyền, nói: Dạo này ăn sung mặc sướng quá nhỉ, cậu không biết giúp đỡ gia đình một chút nào, đúng là đồ bạch nhãn làng. Chả, ý cha là gì thì cứ nói thẳng đi, vòng vo như vậy nhức đầu lắm. Hà Thục Huyền, mày nên nhớ hôn sự này của mày vốn dĩ là của Tiểu Ái, mày thì từ đầu cha gả cô ta đi, à bảo cha muốn cung phụng cô ta làm gì, bây giờ lại ở đây giả nhân giả nghĩa, đạo đức cái gì chứ. Hà Cang tự như không giữ được bình tĩnh mà tiến lên một bước, nhưng ngay khi ông ta bước lên một bước thì Phong Vinh và Phiền Du lên đứng chắn lại cho cô. Hiển nhiên là Hà Cang không cam tâm rồi, ông ta còn dọa: Nếu mày còn sắc láo như vậy thì tao sẽ tuyên bố với truyền thông rằng mày chỉ là một con tù hú, chiếm tù chiếm khách, đến hôn ước cũng là mày cướp của Tiểu Ái. Hà Thục Huyền nghe vậy liền cười lớn một tiếng, sau đó liền nhướng mày, nói: Vậy cha cứ nói đi, xem ai mới là người mất mặt. Dừng một chút, Hà Thục Huyền lại nói: À đúng rồi, hơn nữa bây giờ thân phận của tôi là Yến phu nhân, cha xem, nếu như tôi mất mặt thì tức là Yến Sa mất mặt, mà tính khí của Yến Cần Uy thì cũng chẳng hòa nhã lắm, nhưng dù sao thì tôi cũng hy vọng cha biết lượng sức mình. Già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa đâu, đừng có đấu với lớp trẻ bọn tôi. Sau một hồi trò đùa thì nhân vật chính mà Thục Huyền ngóng chờ cũng xuất hiện rồi, đó không ai khác mà chính là Trần Tiếu, Yến Hy và cả Diệp Lam Tâm. Ba người họ vừa nhìn thấy cô thì liền nháy mắt liên tục để ra hiệu. Đương nhiên Hà Thục Huyền cũng chỉ cười nhạt và không đáp lại bọn họ. Lúc đó Trần Tiếu còn tưởng cô không nhìn thấy nên mới phớt lờ. Tuy nhiên Diệp Lam Tâm lại thấy hình như có gì đó sai sai. Tại sao hôm nay Hà Thục Huyền lại ăn mặc sang trọng như vậy chứ? Rõ ràng cô ta mới là nhân vật chính kia mà. Tuy nhiên cho dù Diệp Lam Tâm có ấm ức tức giận đến mấy thì cũng phải im miệng, vì kế hoạch sau này cô ta phải nhẫn nhịn, vì nếu không nhẫn nhịn thì người chịu thiệt thòi sẽ là bản thân cô ta mà thôi. Lúc này thì Phiên Du cũng chú ý đến phu nhân nhà mình, vì ở đây chỉ có cô ấy là biết được kế hoạch của phu nhân. Nếu như cô ấy không cẩn thận thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Không chỉ vậy mà dường như Diệp Lam Tâm đang rất nổi nóng đến mức quên mất bản thân đang gây dựng hình ảnh ngọc nữ dịu dàng. Nhìn dáng vẻ gấp gáp kia của cô ta cũng đủ biết là tối qua đã mất ăn mất ngủ, vì ngày hôm nay đúng là kịch vui. Còn Hà Kiều Ái thì biết được Yến Hy cũng là tiểu thư Yến gia nên nhanh chóng tách khỏi cha mình mà bước đến chỗ của Yến Hy, cười nói: Yến tiểu thư, chào cô, tôi là Hà Kiều Ái, là tiểu thư Hà gia, hân hạnh được gặp cô. Cái lúc này thì Yến Hy và Diệp Lam Tâm liền nhìn nhau, xong rồi hai người họ lại đưa mắt nhìn sang Hà Kiều Ái. Mặc dù theo huyết thống thì cô ta mới là tiểu thư thật của Hà gia, nhưng nhìn cái khi chất đi thật ngại quá. Dù rằng Yến Hy và Diệp Lam Tâm không thích Hà Thục Huyền lắm, nhưng khi chất của cô ăn đứt Hà Kiều Ái 10 con phố. Nhìn từ trên xuống dưới, Hà Kiều Ái không khác gì đám nhà giàu mới nổi, hễ cái gì đắt tiền liền vác lên người, chẳng những không có khí chất đại tiểu thư mà còn toát lên sự quê mùa nữa. Có lẽ Yến Hy và Diệp Lam Tâm cũng thấy đối phương có ý như mình nên cả hai cũng chỉ nhìn nhau rồi cười nhẹ, nói: Chào cô, Hà tiểu thư, đây là lần đầu tiên cô tham gia tiệc sao? Nghe một câu hỏi mà như gáo nước lạnh tả thẳng vào mặt thế này thì Hà Kiều Ái cũng cứng hết người, nhưng rồi cô ta cũng chỉ biết cười trừ rồi gật đầu. Lúc này Yến Hy lại nhìn về phía của Hà Thục Huyền, nói: Vậy chắc cô có nhiều chuyện muốn nói với chị dâu lắm hả? Nào, đi đến chỗ của chị dâu đi. Sau đó Yến Hy và Diệp Lam Tâm cũng cùng nhau đi đến chỗ của các tiểu thư khác, bỏ lại Hà Kiều Ái đang xấu hổ ở đó. Tuy nhiên thì cô ta cũng không biết làm gì hơn ngoài chuyện tức giận trong lòng, và đổ hết mọi lỗi lầm cho Hà Thục Huyền. Nếu như không phải cô kết hôn với Yến Cần Uy thì người bây giờ được thị uy phải là cô ta mới đúng. Không ngờ từ đầu đến cuối tất cả hào quang đều bị con tu hú chiếm tủ kia cướp hết. Đúng là tức chết mà. Còn Hà Thục Huyền, cô biết Yến Hy chẳng có tốt lành gì, nhưng cô cũng chỉ biết lắc đầu, thở dài. Đám nhóc lo nhoi này đúng là phiền muốn chết. Nếu như không phải bị Yến Cần Uy ép buộc thì có chết Hà Thục Huyền cũng không xuất hiện ở đây. Bỗng chốc ở phía xa có một nam thanh niên lịch lãm cùng bộ âu phục đen lại từ từ bước đến chỗ của cô. Trên tay anh ta còn có rượu. Khi nhìn thấy Hà Thục Huyền thì liền cười nói: Yến phu nhân, chào cô. Tôi là Cao Thiếu Đàm. Không biết tôi có thể mời cô một ly rượu được hay không? Lúc này Phong Vinh ở bên cạnh liền nói nhỏ với cô rằng người đàn ông trước mặt chính là Cao đại thiếu gia, cũng có thể là một trong số ít những bạn bè thân thiết với Yến gia. Nghe vậy thì Hà Thục Huyền cũng không thể để cho mình mất mặt được. Cô tao nhã nhận lấy ly rượu trên tay của anh ta, còn cười nói: Hà Thục Huyền là tên của tôi. Yến phu nhân đúng là nữ nhân thú vị, bảo sao Yến gia lại giấu cô lâu như vậy mới đưa ra ngoài. Chắc lão đó sợ rằng cô sẽ bị cướp mất. Cao Thiếu Đàm vừa dứt lời thì Hà Thục Huyền cũng chỉ biết cười nhạt, nhưng trong lòng của cô thì lại thở dài một tiếng, nghĩ rằng nam nhân giọng này hay đùa những câu nhàm chán vậy sao, đúng là chẳng tiến bộ mấy. Không lâu sau đó thì ở phía sau của Hà Thục Huyền lại truyền đến cảm giác ấm áp, không cần nói thì cũng biết người đang đứng phía sau lưng cô là ai. Còn Cao Thiếu Đàm nhìn thấy cũng chỉ cười cợt nói: Yến gia, từ khi nào mà cậu lại bám vợ như vậy chứ? Biết sao giờ, vì vợ tôi đẹp. Đúng là cẩu lương khó nuốt. Cao Thiếu Đàm cũng chỉ liếc anh một cái rồi chủ động rửa đi. Tuy nhiên thì trước khi rửa đi cũng nhìn Hà Thục Huyền nói: Người đẹp, gặp lại sau nhé. Chỉ là câu nói đó thôi, nhưng cũng đủ để trọng thức cây vạn tuế ngàn năm kia rồi. Hiện nhiên Yến Cần Uy cũng nhẹ nhàng nhìn cô, nói: Đi thôi, tôi đưa em đi giới thiệu với vài người. Yến gia có cần thiết không? Cần thiết, em là vợ tôi mà. Hà Thục Huyền cũng đành bó tay. Biết trước có kết quả này thì cô phải sống chết ở nhà mới đúng. Quả là tự sức cực nhọc vào thân mà. Một chuỗi giờ sau đó, Hà Thục Huyền phải nở nụ cười công nghiệp trên môi. Ban đầu cô chỉ tưởng rằng Yến Cần Uy chỉ đang nói đùa thôi, nhưng không ngờ anh lại kéo cô đến chỗ các lão bàn rồi giới thiệu rằng cô là vợ của anh. Không chỉ thế mà còn nói rằng sắp tới Hà Thục Huyền sẽ vào Yến thị phụ giúp. Cơ mà cô có đồng ý đâu nhỉ? Đến khi gần tới chỗ của Trân Tiếu thì Yến Cần Uy lại thì thầm vào tai cô, nói: Kế hoạch của em và bà ta tôi đã biết rồi. Phu nhân, em tính làm sao giải thích đây? Nhưng Hà Thục Huyền không hoảng loạn, thậm chí còn vui vẻ kéo anh lên khiêu vũ nữa. Tuy Yến Cần Uy không biết lý do tại sao cô lại muốn khiêu vũ, nhưng rồi anh cũng chiều theo. Lúc hai người đang đong đưa theo bản nhạc thì Hà Thục Huyền lại đặt hai tay lên vai anh, còn cười rất mãn nguyện, nói: Có một người chồng tốt như vậy, làm sao em có thể buông tay? Anh nói đúng không, Yến gia? Vợ anh đương nhiên nói gì cũng đúng. Rút lui, không đợi Hà Thục Huyền nói gì thì Yến Cần Uy đã trực tiếp cúi xuống hôn lên môi một cái. Hành động đó của anh không chỉ làm cho chính chủ Hà Thục Huyền phải giật mình, đến cả Phong Vinh và Viên Du cũng đứng hình mất vài giây. Không khí xung quanh đột nhiên lại đóng băng lại. Còn Yến Cần Uy thì vẫn vui vẻ tận hưởng nụ hôn với vợ mình. Quả nhiên là anh nghĩ đúng rồi. Môi của Hà Thục Huyền có vị ngọt nhưng xen lẫn cả vị đắng nhẹ, nhưng càng hôn lại càng cuốn, không thể nào rớt ra được. Một lúc sau, cuối cùng Yến Cần Uy cũng đã buông tha cho cánh môi nhỏ của cô, nhưng Hà Thục Huyền sớm đã không còn dưỡng khí, trực tiếp ngã vào lồng ngực của anh. Còn Yến Cần Uy thì lại vui vẻ ôm vợ ở trong lòng, còn nhìn những quản khách khác, nói: Ngại quá, có lẽ do vợ tôi hôm nay đặc biệt xinh đẹp, có chút nhịn không được. Đương nhiên, những người ở đây cho dù có muốn trách mắng gì thì cũng không dám nói, cũng chỉ biết nói rằng tuổi trẻ còn sức khỏe thôi. Riêng Diệp Lam Tâm thì đã tức đến sắp mắng người, riêng Hà Kiều Ái thì ghen tị đến đỏ hết cả mắt. Sau đó thì Hà Thục Huyên cũng được Yến Cần Uy đưa đến một nơi để nghỉ ngơi. Ai nhìn cô rồi cười nói: "Phu nhân, nghỉ ngơi ở đây nhà, chút nữa anh lại đến, bố em vui vẻ." Nhưng nhận lại chỉ là cái liếc mắt từ phía của Hà Thục Huyên. Tuy là thế, nhưng Yến Cần Uy lại mang một tâm thế rất thoải mái rời khỏi. Đến khi anh để mắt thì cánh cửa đột ngột được mở ra. Người bước vào chính là Diệp Lam Tâm và Yến Hy. Hai người họ hùng hồ ở đây muốn đòi lại công bằng, nhưng Hà Thục Huyên lại nhẹ giọng nói: "Tiểu Huy, cô Diệp, có chuyện gì ở đây vậy? Cô còn diễn cái gì nữa? Rõ ràng kế hoạch của cô vạch ra. Bây giờ cô có ý gì đây? Ở trước mặt mọi người hôn Yến ra. Cô..." "Diệp tiểu thư, cô nói gì vậy? Tôi là vợ của Yến gia, cho dù có ở trước ống kính hôn anh ấy cũng là hợp tình hợp lý. Tôi vẫn chưa biết tôi sai cái gì." Nhưng một giây sau đó thì Diệp Lam Tâm lại giống như bị điên mà nhảy đến mua đánh cô, nhưng đã bị Phiên Du ngăn lại. Cô ấy đưa mắt nhìn Diệp Lam Tâm nói: "Diệp tiểu thư, đây là phu nhân của Yến gia, nếu cô dám động tay động chân thì đừng trách tôi không khách sáo." "Phu nhân cái gì chứ? Tôi mới là phu nhân của Yến Cần Uy. Cô ta, rõ ràng chính cô ta là người muốn bày mưu cho tôi ở cùng Cần Uy, bây giờ ở đây lại nói như bản thân vô tội." "Hà Thục Huyên, suy cho cùng thì cô cũng chỉ là muốn leo lên giường của anh Cần Uy thôi. Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho cô, sau đó thì cút khỏi anh Cần Uy ngay." Phiên Du bây giờ cũng đưa mắt nhìn về phía của Hà Thục Huyên. Quả thật mọi chuyện là do phu nhân nhà cô bày xa kia mà. Nhưng khi Phiên Du nhìn thấy Hà Thục Huyên bây giờ thì liền trố mắt, nước mắt rơi rồi. "Ủa, gì vậy? Phu nhân khóc rồi sao? Bình thường nếu là phu nhân thì sẽ ra tay đánh người rồi kia mà, sao hôm nay lại khóc rồi? Có gì đó sai sai." "Khoan đã, hình như cô ấy biết cái gì sai rồi." Hà Thục Huyên không chỉ khóc đến thê lương mà còn ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt lạ chã nhìn về phía của Yến Hy và Diệp Lam Tâm, yếu ớt nói: "Yến Hy, chị biết em không thích chị, nhưng em cũng không nên vu oan cho chị như vậy chứ. Cẩn Uy là chồng của chị, làm sao chị lại có thể bày mưu cho người khác cướp chồng mình? Hơn nữa, một câu cũng là nói chị cướp chồng của người khác, hai câu lại nói chị vì tiền. Nhưng mà rõ ràng chị đâu có ý gì. Từ khi kết hôn còn chưa tiêu một đồng của Yến gia. Chị... Một màn khóc lóc thê lương này làm cho Yến Hy có chút sợ hãi. Cô ta cũng có cảm giác có gì đó không hay lắm. Một giây sau thì không chỉ Yến Cần Uy mà ngay cả cha mẹ của Yến Hy lẫn Diệp Lam Tâm cũng đã có mặt ở đây. Sắc mặt của họ còn rất tức giận. Riêng Yến Cần Uy tuy biết cô vợ này diễn nhưng vẫn rất phối hợp mà đi đến chỗ của cô, nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy, nói: "Em có sao không?" Hà Thục Huyên yếu ớt lắc đầu. Còn Yến Hy thấy vậy thì liền có chút tức giận, mắng: "Còn khốn, mày làm gì rồi hả?" Chát! Một tiếng tát tay vang lên, cũng là lúc tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải im lặng. Người ra tay chính là Yến Cần Uy, còn người bị ăn trọn quả tát chính là Yến Hy. Lúc này đừng nói là Trần Tiếu, cho dù là Yến Hữu Duy, cha của cô ấy có ra mặt thì cũng chẳng cứu vãn nổi tình hình. Đến mức này thì Yến Cần Uy liền kéo tay của Hà Thục Huyên rồi để cô ở sau lưng. Ánh mắt anh tối sầm nhìn về phía của Yến Hy và Diệp Lam Tâm, nói: "Yến Hy, cô làm loạn ở đây đủ chưa?" Yến Hy bị đánh vẫn còn ngây ngốc, riêng Diệp Lam Tâm thì bị dọa cho sợ mất mật. Còn Hà Thục Huyên thì cũng chỉ ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh. Một người như Yến Cần Uy chắc chắn chưa từng sa tay đánh phụ nữ, bây giờ lại ở trước mặt nhiều người đánh em họ của mình. Lỡ như ngày mai bị lên báo thì xem như Yến thị sẽ xui xẻo rồi. Nhưng có vẻ như Yến Cần Uy không hề có ý định sẽ dừng lại. Anh còn hung hăng giữ chặt lấy tay của Hà Thục Huyên, hoàn toàn đem cô bỏ bọc thành bảo bối. Nhưng Yến Hy cũng không chịu yếu thế, cô ta ngày sau đó liền vùng dậy, còn chỉ tay về phía của Hà Thục Huyên, nói: "Anh họ, anh đừng bị ả ta lừa, rõ ràng ả ta không hề muốn gả cho anh. Thái độ của ả vào ngày hôm đó rõ ràng khác bây giờ. Ả ta chỉ muốn thoát khỏi ảnh càng sớm càng tốt thôi. Diệp Lam Tâm nghe vậy lên gật đầu. Dù sao thì bây giờ Yến Hy vẫn là thiên kim yến gia, với gia thế này mà vẫn ủng hộ cô ta thì cô ta chẳng sợ gì nữa. Không chỉ thế mà còn đưa mắt nhìn về phía của Hà Thục Huyền, nói: Hà tiểu thư, hôm đó là cô nói không gả cho anh Cẩn Uy, có nói rằng sẽ chủ động rời khỏi anh ấy. Từ đầu đến cuối kế hoạch đều là do cô bày ra. Bây giờ sao cô lại lật lọng như vậy? Nói đến diễn xuất thì Yến Cẩn Uy biết rõ những tay mơ này làm sao có thể qua mặt được Hà Thục Huyền chứ. Sống ở Hà Sa bao nhiêu năm nhưng vẫn sống nhạm đi việc bản thân có chỉ số IQ siêu khủng. Không chỉ vậy mà còn tốt nghiệp sớm hơn cả tuổi thật. Để đối với những trò vặt vãnh này của Yến Hy và Diệp Lam Tâm cũng chỉ được gọi là múa diều qua mắt thợ mà thôi. Ngay lập tức Hà Thục Huyền liền xả vờ yếu đuối rồi nép sau lưng của Yến Cẩn Uy, nói: Yến Hy, Diệp tiểu thư, tôi biết hai người luôn nghĩ tôi không xứng với Yến gia. Tôi cũng sẽ biết thân biết phận. Trong suốt buổi tiệc tôi cũng không dám đến gần Yến gia. Cầu xin cô, xem như là tôi cầu xin hai người, tha cho tôi đi, có được không? Dù rằng tôi chỉ là con gái của một gia đình khá giả, nhưng tôi cũng rất cần danh dự. Hai người đừng vì trò đùa ngớ ngẩn này mà làm hại thanh danh của tôi chứ. Một màn nghe Hà Thục Huyền lẻo mép, còn một bên thì Yến Cẩn Uy lại cảm thấy cô vợ này quả nhiên là rất hợp ý với anh. Ngày sau đó Yến Hy liền bị cứng họng. Hôm đó vì họ quá gấp gáp nên bây giờ không có bằng chứng buộc tội Hà Thục Huyền. Quả nhiên phụ nữ đẹp luôn có độc mà. Sau đó thì Yến Hy cũng chỉ liếc cô một cái rồi rời đi, bỏ lại Diệp Lam Tâm đứng ở đó. Ánh mắt của Yến Cẩn Uy bắt đầu trở nên hung tàn, cũng khiến cho Diệp Lam Tâm và những kẻ ở đây sợ hãi mà tự động giải tán. Lúc này thì Hà Thục Huyền lấy trong túi ra một chiếc remote nhỏ, hoàn toàn đem những chuyện xảy ra ở trong phòng này tắt đi. Không chỉ vậy mà cô còn đưa tay lau đi hai giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt, còn nhìn thành quả cười rất hài lòng. Diễn xong rồi chứ, Yến phu nhân, em không có gì giải thích với tôi sao? Nói thật thì không có. Yến gia, dù sao Diệp Lam Tâm cũng là ông bướm của ngài, tôi cũng là giúp ngài đuổi đi thôi. Nếu ngài thấy tiếc thì đuổi theo dỗ mỹ nhân đi. Nói xong Hà Thục Huyền liền trực tiếp quay lưng lại với anh, còn hiên ngang ngồi xuống bàn trang điểm để tẩy trang nữa. Lúc này Yến Cẩn Uy liền ra lệnh cho Viên Du đi ra ngoài, sẵn tiện cũng đặt lại phòng này đêm nay cho họ. Đợi khi Hà Thục Huyền tẩy trang xong thì Yến Cẩn Uy đã đứng ở phía sau cô, còn nhìn cô nói: Hà Thục Huyền, chắc hẳn chúng ta nên thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng rồi nhỉ? Nếu đổi lại là cô gái khác thì bây giờ chắc là đã má hồng tai đỏ, tim đập thình thịch. Nhưng tiếc thật, người này lại là Hà Thục Huyền. Cô liền đứng dậy nhìn anh, sau đó chỉ nhẹ nhàng nói: Ngại quá, hôm nay bà dì của tôi tới rồi, không thể phục vụ ông xã được. Hay là anh đợi một chút, để tôi gọi người cho anh nhá. Nói xong Hà Thục Huyền cũng định cầm điện thoại gọi thật, nhưng Yến Cẩn Uy lại bắt lấy. Anh còn nhìn cô, nói: Không cần gọi người khác, chỉ cần phu nhân ở đây là đủ rồi. Dứt lời thì Yến Cẩn Uy lên ép Hà Thục Huyền xuống giường. Nhưng một giây sau đó thì anh lại đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục rồi lại nói: Tôi cũng không muốn bị mang tiếng là bắt nạt phụ nữ. Hôm nay cứ ngủ lại đây, sáng mai tôi đưa em về. Nhưng Hà Thục Huyền lại nghiêng đầu nhìn anh, còn cười cợt nhả, nói: Yến gia thật sự không cần người giúp sao? Yến gia yên tâm, tôi rất biết điều. Chỉ cần anh nói thì tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi một góc ăn dừa, chắc chắn không làm phiền hai người. Nhìn vào vẻ mặt chân thành chết tiệt đó thì Yến Cẩn Uy cũng chỉ biết cười một nụ cười nhạt nhẽo, sau đó lên ngay lập tức nói: Không cần, tôi chỉ thích phu nhân mà thôi. Sáng hôm sau trên mặt báo đã đầy hot search về chuyện hôm qua. Đương nhiên Hà gia cũng đã đọc được bài báo và có cách đánh giá bản thân. Theo như những gì bài báo viết thì Yến Cẩn Uy thật sự rất che chở cho Hà Thục Huyền, Mà nếu như đứa con nuôi này Đường Yến Sa sủng nịnh như vậy thì họ cũng nên mồi chai thêm một chút. Tuy nhiên, dạo gần đây, thái độ của Hà Thục Huyên đã thay đổi, không còn ngoan ngoãn nghe lời họ như trước đây nữa. Đúng là đáng lo mà. Hà Càng đang ngồi ăn sáng, cũng phải suy nghĩ một chút. Nếu biết trước Yến Cần Uy là một người đàn ông trẻ tuổi như vậy, thì ông ấy đã sớm để lại hôn sự này cho Hà Kiều Ái rồi. Bây giờ nghĩ lại, đúng là tiếc muốn chết. Mối quan hệ tốt như vậy lại rơi vào tay của Hà Thục Huyên. Đương nhiên, người làm mẹ như Mạc Liên Trì nhìn xa được con gái ruột đang không vui. Kể từ ngày hôm qua, ngay khi hai cha con họ từ bữa tiệc của Yến Thị về thì đã luôn không vui. Tâm tình của Hà Kiều Ái còn cực kỳ tệ nữa chứ. Đến đây thì bà ấy liền không nhịn được, nói: Hai người có chuyện gì vậy? Từ hôm qua đã thấy hai cha con có vấn đề rồi. Nghe vậy, Hà Kiều Ái giống như là tự bật cổng tắc mà rửa nước mắt. Thấy con gái khóc thì đương nhiên Mạc Liên Trì cũng lo lắng bất an. Hỏi ra thì mới biết là do Hà Thục Huyên gây ra. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, bà ấy đã tức đến tím mặt rồi. Con nhỏ ăn cháo đá bát đó, chắc chắn nó biết trước Yến Cần Uy là một thanh niên tốt nếu mới chấp nhận hôn sự này. Đúng là đồ bạch nhãn lang mà. Hùng hùng hồ hồ một lát thì Mạc Liên Trì lại nhìn sang phía của Hà Càng, nói: Ông nó này, nếu như con nhỏ đó bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa. Bây giờ ông chủ tiếp mở cuộc họp báo, nói rằng hôn sự này là của Kiều Ái với Yến Sa, do con nhỏ đó mù mồ nên cướp mắt, yêu cầu nó phải trả lại vị trí phu nhân Yến Sa cho Ái. Bà nghĩ dễ ăn lắm hay sao? Bây giờ Yến Cần Uy đã ra mặt bảo vệ nó, chúng ta không làm cẩn thận sẽ bị nó cắn ngược lại đấy. Vậy ông tính làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để măng Ái nhà chúng ta chịu ấm ức sao? Tôi không chịu được rồi đó. Ông làm gì thì làm đi. Mặc dù nói là vậy, nhưng Hạ Càng đương nhiên cũng không muốn con gái ruột chịu ấm ức rồi. Trước mắt thì ông ta chỉ có thể nghĩ đến một cách, đó chính là làm sao để Hà Kiều Ái mang thai con của Yến Cần Uy. Chỉ cần Hà Kiều Ái có cốt nhục của Yến Gia thì cho dù Yến Cần Uy có yêu Hà Thục Huyên đến đâu thì cũng phải cho Hà Kiều Ái một danh phận. Quả nhiên, Hà Kiều Ái rất nhanh đã đồng ý. Người đàn ông ưu tú như Yến Cần Uy thì ai mà chẳng mong ước chứ. Chỉ cần nghĩ đến việc được leo lên vị trí Yến phu nhân của một Yến Gia to lớn thôi, như vậy là đã đủ thỏa mãn cô ta rồi. Còn ở chỗ của Hà Thục Huyên thì cô cũng đã dậy từ sớm. Không chỉ vậy mà còn ngồi ở khách sạn gõ laptop. Ở bên cạnh cô hiện tại chính là Yến Cần Uy mà ai cũng ảo ước. Cho dù có là Yến Cần Uy thì ngủ rồi cũng giống như người bình thường thôi mà, chẳng có gì mà họ cứ làm quá lên vậy. Một lúc sau, Yến Cần Uy cuối cùng cũng đã chịu thức dậy. Anh liền chống tay nhìn cô vợ đang miệt mài chơi game kia mà thở dài, nói: Ở bên ngoài người ta thèm muốn chồng em như vậy, còn em ở sát bên cạnh thì chỉ biết cắm đầu chơi game. Hà Thục Huyên, em đúng là kẻ không có lương tâm. Đương nhiên Hà Thục Huyên cũng phải đưa mắt kinh ngạc nhìn về phía của Yến Cần Uy. Cái gì vậy trời, đường đường là Yến Sa mà cũng giở trò làm nũng sao? Nhưng cuối cùng thì cô cũng chỉ nhìn anh một cái, rồi lập tức quay lại chơi game, miệng cũng không quên đáp: Vậy sao? Vậy anh ra ngoài đó cho họ chăm sóc đi, tốn thời gian với tôi làm gì? Yến Sa, từ đầu tôi đã nói rồi, hai chúng ta hoàn toàn không cùng một thế giới. Mặc dù Yến Cần Uy biết Hà Thục Huyên là người có trí tuệ nổi trội, nhưng nếu nói cả hai là hai người không cùng một thế giới thì không đúng lắm. Rõ ràng từ nhỏ Hà Thục Huyên đã tiếp nhận một nguồn giáo dục tốt nhất. Chắc chắn khi đặt cô lên bản cân so sánh với các thiên kim nhà khác thì chỉ có hơn chứ không có kém. Còn nếu nói về bối cảnh, quả đúng là so với Yến Gia thì Hà Gia chẳng là gì, còn chưa nói đến phùng xa gì đó. Nhưng mà Yến Cần Uy cũng không quan tâm cái này lắm. Anh chỉ quan tâm vợ anh sống ở đây có vui vẻ hay không mà thôi. Phu nhân, sao dám chắc rằng chúng ta không cùng một thế giới? Cản bà là anh không hiểu hết được con người của tôi, chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Yến Gia, tôi thật sự không thích hợp làm phu nhân của ngài. Rút lui thì Hà Thục Huyền cũng muốn gấp laptop lại, nhưng Yến Cần Uy lại đưa ánh mắt tối sầm nhìn về phía cô, nói: Tôi nói em thích hợp thì chính là thích hợp. Hà Thục Huyền, cho dù em có muốn hay không thì em vẫn là Yến phu nhân của Yến gia. Cả đời em cũng là người của Yến gia. Vậy thì sau này ngài nên bảo vệ tốt cái túi tiền một chút. Lỡ như tôi lỡ tay tiêu xài nhiều quá thì chắc là ngài sẽ đau lòng lắm. Nhưng Yến Cần Uy lại cười nhẹ, còn thay đổi ánh mắt nhìn cô một cách cưng chiều, nói: Vậy em phải xem tốc độ tiêu tiền của em có nhanh hơn tôi kiếm tiền hay không. Ngay sau khi mọi chuyện đã diễn ra theo đúng như kế hoạch thì Hà Thục Huyền vẫn ung dung trở thành Yến phu nhân của Yến gia, được người người ngưỡng mộ. Trái lại thì chuyện xấu của Yến Hy và Diệp Lam Tâm cũng đã đồn đi rất xa. Tuy nhiên thì cô cũng không vội, vì hiện tại cô không cần phải gấp gáp đối phó với hai đứa con hít kia. Người mà Hà Thục Huyền cần phải đối phó bây giờ chính là vị thiên kim thật của Hà gia. Cô ta bây giờ đang ngồi ở đây và bàn điều kiện với cô. Nhấp một ngụm trà sữa trên tay, Hà Thục Huyền đưa mắt nhìn Hà Kiều Ái, nói: Được rồi, nói đi, hôm nay cô muốn gì? Chị xem chị nói kìa, là em nhớ chị, để em mới đến đây thăm chị thôi mà. Em cũng không có ý gì cả, chị đừng hiểu lầm em. Tuy Hà Kiều Ái nói vậy, nhưng hãy nhìn cái đôi mắt sao giác của cô ta đi, hoàn toàn đem hết mọi chuyện vả lại mặt của cô ta rồi. Bây giờ, cho dù Hà Thục Huyền dùng đầu gối nghĩ, cậu biết người chị em tốt này chắc là đang tìm Yến Cần Uy đây mà. Nghĩ đến đây thì cô cũng chỉ cười nhạt, đáp: Vậy sao? Thật sự rất cảm ơn em gái đã có lòng. Hiện tại chị rất khỏe mạnh, em có thể về rồi. Mặc dù chuyện Hà Thục Huyền có khỏe mạnh hay không cũng không liên quan đến Hà Kiều Ái, nhưng có lẽ bây giờ cô ta đã diễn rồi thì phải diễn cho tới. Còn Niệp Nở ngồi ngay bên cạnh của cô, cười nói vui vẻ: Em cũng đến rồi, lẽ nào chị không mời em ăn được một bữa cơm sao? Nghe đến đây, Hà Thục Huyền liền à một tiếng, sau đó lại nhìn em gái yêu quý bằng cặp mắt thương hại, nói: Hóa ra hôm nay Hà gia bỏ đói em sao? Nếu em muốn thì có thể ở lại ăn, gói mang về cũng được. Đối với người trong nhà thì chị cũng không có hà khắc gì cả. Dừng một chút, Hà Thục Huyền lại nói tiếp: Đến con chó con mèo mà chị còn có thể cho nó ăn uống đầy đủ, huống hồ em đây lại là em gái thân yêu của chị, làm sao chị có thể bỏ đói em được chứ? Nói xong thì Hà Thục Huyền liền ngay lập tức gọi cho nhà bếp nấu gì đó cho Hà Kiều Ái ăn. Chắc hẳn hiện tại cô ta đang chờ đợi cơ hội được ngồi cùng mâm với Yến Cần Uy đây mà. Nhưng tiếc thật đấy, sáng nay trước khi anh rời đi thì đã nói rằng hôm nay anh không về ăn cơm, buổi tối cũng vậy, chỉ khi anh xử lý xong sớm thì anh sẽ về ăn cùng cô. Cho đến từ sáng thì Hà Thục Huyền cũng chỉ ăn nhẹ chứ chẳng cần phải nấu nướng rườm rà. Không ngờ lại có một con ruồi nhặng đến ăn trực, đúng là buồn cười chết đi được. Ngay khi nhà bếp nấu xong vài món cho Hà Kiều Ái thì Hà Thục Huyền cũng từ trên tầng đi xuống. Cô đã thay quần áo với chiếc váy đen bó sát cơ thể. Nhìn thấy cô định rời đi thì Hà Kiều Ái liền tỏ vẻ ủy mị, nói: Chị à, sắp đến giờ cơm rồi, chị định đi đâu vậy? Không chờ anh Cần Uy về ăn cơm sao? Đừng nói là phiên du, ngay cả những người làm trong bếp bấy giờ cũng bày ra vẻ mặt ghét bỏ Hà Kiều Ái. Hóa ra cô em gái thánh thiện này đến đây đâu phải có ý tốt thăm chị gái của mình, rõ ràng là muốn quyến rũ anh rể thì có. Nhưng Hà Thục Huyền cũng không tức giận, thay vào đó cô liền nhìn Hà Kiều Ái, nói: À, thật ra thì hôm nay Cần Uy có việc nên không về ăn cơm. Buổi trưa này chị cũng không dặn nhà bếp nấu bữa trưa, nhưng sao em nói em đói nên chị mới bảo họ nấu mấy món. Ái ái à, nếu em đói thì em ăn đi nhà, ăn xong thì sẽ có người đưa em về Hà gia. Yên tâm đi, chị đã dặn họ rồi, nếu em ăn không hết thì có thể gói lại mang về, đừng bỏ phí thức ăn. Nói xong, Hà Thục Huyền liền ngay lập tức rời đi. Phiên Du vốn định đi theo nhưng đã bị cô cản lại. Lúc này thì Phiên Du biết rằng bản thân phải ở lại đây để trông chừng của em gái thánh thiện Hà Kiều Ái này. Ngay sau khi Hà Thục Huyền rời đi Thì Hà kiểu ấy liền trực tiếp tháo bỏ lớp mặt nạ ra, còn cảm phẫn muốn đứng dậy rời đi, nhưng Phiên Du lại nói: Hà tiểu thư, cô không ăn sao? Không ăn, các ngươi tự ăn đi. Sau đó cậu ta liền tức giận mà rời khỏi yến trạch. Nhìn dáng vẻ phẫn nộ kia của Hà Kiều ấy cũng đủ để Phiên Du và nhóm người Hồ được một trận cười hạ hề. Đợi đến khi Hà Kiều ấy rời khỏi yến trạch thì Phiên Du mới nhìn những người làm công kia, nói: Phu nhân nói mọi người cứ ăn thoải mái đi, hôm nay cô ấy có việc đến chỗ mới về, chỉ cần trước khi cô ấy về có một chiếc bánh kem nhỏ cho cô ấy là được. Người làm trong nhà liền ngay lập tức giật mình, vì từ trước đến giờ họ chưa bao giờ có ý định ăn đồ ăn của chủ nhân. Mặc dù đó là đồ thừa thì cũng không được có ý nghĩ đó. Hôm nay phu nhân lại cho họ ăn, còn ngồi ăn ngay tại bàn mà Yến gia và phu nhân từng ăn, như vậy thì có chút không phải phép. Hiển nhiên Phê Du cũng biết được suy nghĩ đó của họ, cô ấy liền lên tiếng nói: Có thể đem thức ăn vào bếp ăn, nói chung thì chỗ thức ăn này là cho mọi người đấy. Còn Hà Thục Huyên sau khi rời khỏi yến gia thì liền phi xe đến ba dậu này. Khi cô vừa bước vào liền có được sự chào đón vô cùng nồng nhiệt từ các nhân viên cả mới cả cũ. Lúc này thì Tạ Lạc cũng nói rằng bốn người mà cô đưa đến đều rất đủ việc. Hiển nhiên thì họ cũng muốn có cuộc sống riêng nên cũng nhiều lần hỏi về tiền chuộc thân. Mặc dù hiện tại họ đang làm việc ở đây, nhưng mà Tạ Lạc cũng không phải là bà chủ nơi này, cũng không phải người đưa họ vào, nên chưa quyết định được số tiền chuộc thân cho họ. Đến đây thì Hà Thục Huyên liền bước vào một phòng đặc biệt. Nó nằm xa tít ở sâu bên trong quán bar. Người duy nhất có thể vào đây cũng chỉ có thể là Hà Thục Huyên mà thôi, vì cô chính là chủ nhân của quán bar này, với danh xưng mà giang hồ đồn thổi chủ tước. Thật ra thì theo như những gì mà người ngoài nhìn vào thân phận chủ tước thì năm nay cô đã 25 tuổi, có một chồng một con nhưng đều đã qua đời hết rồi. Khởi nghiệp quán bar này từ năm 20 tuổi. Đến nay thì quán bar đã hoạt động được hơn 5 năm. Tuy nhiên chỉ có những người thân thiết như quản lý Tạ Lạc và Đinh Xuyên Mộc thì mới biết tuổi thật của chủ tước chỉ mới là 20 tuổi. Từ năm 15 tuổi là cô đã bắt đầu mở quán bar dưới danh nghĩa của Đinh Xuyên Mộc. Hiện nhiên thì ban đầu ai cũng nghĩ rằng Đinh Xuyên Mộc với Tạ Lạc mới là chủ nhân thật sự của quán bar này. Tuy vậy nhưng chủ thật chính là Hà Thục Huyên, một cô gái năm nay mới 20 tuổi với chỉ số IQ nổi trội, tài năng lẫn sắc vóc cũng vô cùng hoàn mỹ. Trong khi Hà Thục Huyên đang ngồi ở phòng của mình thì Thanh Long, một trong số 4 người thanh niên mà cô mua ở buổi đấu giá, đã gõ cửa rồi bước vào. Khi anh ta biết Hà Thục Huyên chính là chủ tước thì có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng phải bình tĩnh lại, nói: Chị chủ tước, em muốn hỏi về số tiền chuộc thân cho tụi em à? Các cậu làm ở đây không thoải mái hay sao? Thanh Long lề lắc đầu, còn khẳng định rằng làm ở đây rất thoải mái, cũng rất vui vẻ, nhưng mà họ vẫn bị gán cái mác là bị mua về. Vì thế nên trong lòng mỗi cậu thanh niên đều có cái tôi rất lớn, họ không chấp nhận được việc đó. Vì thế nên họ mới muốn tự thân chuộc bản thân ra, nhưng họ dám chắc là vẫn sẽ tiếp tục công việc ở quán bar này. Nghe vậy Hà Thục Huyên cũng chỉ mỉm cười rồi nói: Từ khi tôi mua các cậu thì các cậu đã có tự do rồi, không cần tiền chuộc thân, cứ làm tốt công việc là được. Chút tiền đó tôi vẫn có, không đến nỗi chết đâu. Hiển nhiên nghe vậy Thành Long rất vui vẻ, còn hứa với cô rằng sẽ tiếp tục làm việc thật tốt. Sau đó liền hớn hở rời khỏi phòng. Nhìn dáng vẻ của cậu ta bây giờ y hệt như một đứa còn ít vừa có kẹo trên tay, quả nhiên là tuổi trẻ thật khiến người ta ngưỡng mộ. Thành Long rời đi thì Tạ Lạc và Đinh Xuyên Mộc lại bước vào. Trên tay của họ là sổ sách và ghi chép tất cả những chuyện xảy ra ở quán bar trong suốt khoảng thời gian cô vắng mặt. Lúc này Hà Thục Huyên bắt đầu thấy đau đầu, chóng mặt, hỏa mắt, nhức mỏi. Nhớ ngay khi Hà Thục Huyên vừa cầm lên xem thì Tạ Lạc liền nói: Tước Tước à, cậu nói xem, bây giờ cậu đã là phu nhân của Yến gia, bước chân vào giới hào môn rồi, Sao không an phận ở nhà làm Yến phu nhân đi, có lăn lộn ở đây làm gì chứ? Yến phu nhân, cây trúc xanh này nghe cũng rất hay, nhưng nếu như tớ thích giới hảo môn thì đã sớm nhà tổ quy tông Phùng gia rồi. Nói sao thì Phùng gia còn có quyền lực hơn Yến gia kia mà. Quả thật, đó là sự thật. Gia đình thật sự của Hà Thục Huyên là họ Phùng, nhưng không phải họ Phùng ở Minh Thành mà là dòng họ Phùng lớn nhất đế đô. Đời này hội tụ rất nhiều nhân tài kiệt xuất của đất nước. Theo như Hà Thục Huyền biết thì cha ruột của cô tên là Phùng Sinh, là một thiếu tướng trong quân đội. Mẹ ruột của cô là doanh nhân tài ba Triệu Mỹ Ánh. Ngoài ra thì cô còn có một người anh trai tên là Phùng Tuân, hiện tại đang giữ chức vụ thiếu tá. Còn một cậu em trai Phùng Diệc vẫn còn là học sinh. Vì từ nhỏ Phùng gia không muốn con cái quá ngông cuồng hay ngạo mạn, nên vẫn luôn nói rằng gia cảnh bản thân rất nghèo. Có lẽ vì như vậy nên khi Hà Kiều Ái biết rằng bản thân bị cháu nhầm thì liền phủi sạch quan hệ với Phùng gia, trực tiếp không nhận người nhà. Cho dù trước kia Triệu Mỹ Ánh và Phùng Tuân cũng rất thương yêu cô ta, nhưng sau đó thì tất cả cũng chẳng bằng cái gọi là đồng tiền. Còn về Hà Thục Huyên thì cô cũng chỉ có gặp qua người nhà của mình vài lần, nhưng rồi cô cũng chưa có ý định, hay nói đúng hơn là chưa kịp nhận lại gia đình thì đã bị gả đến Yến gia, đúng là xui xẻo chết đi được. Phải rồi, Phùng gia đế đồ dạo này đang tìm cậu đó. Họ cũng có đến đây nhờ vả, nhưng tớ và Xuyên Mộc sợ rằng cậu không thích nên đã từ chối rồi. Không sao, sớm muộn gì cũng gặp thôi. Sắp tới thọ 80 của Phùng lão gia chủ rồi. Yến gia, Hà La cũng có chút giao tình, nên tớ cũng sẽ đến đế đô thôi. Đến đây thì Hà Thục Huyên lại nhìn Tạ Lạc và Đinh Xuyên Mộc nói: còn quán bar này giao lại cho hai người đó. Yên tâm đi bà chủ, chúng tôi đảm bảo quán bar này hoạt động càng ngày càng tốt. Quả nhiên Hà Thục Huyên đoán không sai. Ngay sau khi cô về nhà thì Yến Cẩn Uy đã thông báo cho cô về lịch trình sắp tới của họ. Và đương nhiên chuyện mừng thọ bát tuần của Phùng lão ở đế đô là chuyện quan trọng nhất. Lúc này anh còn muốn để cho Hà Thục Huyên lựa chọn lễ vật nữa kìa. Đối với một người như Phùng lão thì có lẽ ông ấy sẽ không thích những thứ mang giá trị vật chất. Thay vào đó thì ông ấy sẽ quý hơn với những món có giá trị tinh thần. Nghĩ là làm, Hà Thục Huyên liền chốt hạ ngay, ngày mai sẽ đi mua một chuỗi vật, sau đó còn đưa đến chùa để đại sư khai quang. Chỉ như vậy mới đủ thành ý của Yến gia. Khi Yến Cẩn Uy nghe được ý định của cô thì cũng không ngạc nhiên. Dù sao thì vợ của anh bình thường cũng đã hay bày ra những chuyện mà anh không tài nào nghĩ tới. Biết đâu lần này lại có thể cô đã nghĩ đúng thì sao. Tuy nhiên buổi tối hôm đó, khi Hà Thục Huyên yên giấc thì Yến Cẩn Uy mới biết tin rằng gia đình thật sự của Hà Thục Huyên đã bắt đầu tìm kiếm cô. Lúc này Yến Cẩn Uy lại càng khó hiểu hơn. Vốn dĩ theo như những biểu hiện của Hà Kiều Ái thì Phùng gia này rất nghèo, vậy thì làm sao họ lại có đủ tiền để thuê người tìm kiếm con gái chứ? Còn Hà Thục Huyên chắc hẳn cô đã biết gì đó rồi nên mới im lặng suốt thời gian qua sau. Yến gia, ngài định sẽ hỏi rõ phu nhân hay sao ạ? Khi Yến Cẩn Uy nghe Phùng Vinh nói về chuyện thân thế của Hà Thục Huyên thì anh cũng có vài suy nghĩ, nhưng chắc hẳn với mối quan hệ hiện tại của họ thì hỏi thẳng sẽ không có được đáp án mà anh mong muốn. Đến cuối cùng thì Yến Cẩn Uy cũng đành chờ, anh phải chờ đến ngày thọ mừng của Phùng lão để anh xem nhà họ Phùng đó có phải là nhà họ Phùng mà anh đang tìm kiếm hay không. Hiển nhiên thì Phong Vinh cũng không thể cho thêm bất cứ ý kiến nào nữa. Dù sao thì đó cũng là chuyện riêng của chủ nhân. Với một nhân viên như cậu ấy thì không nên cho ý kiến vào. Ngay lập tức thì Phong Vinh liền xin phép về nhà. Còn Yến Cẩn Uy thì lại nhanh chóng đi vào phòng của mình. Nhìn người vợ bây giờ vẫn còn tâm trạng ngủ ngon thì liền muốn cười. Chậm chạp bước đến chỗ của cô, bàn tay to lớn của anh lại dịu dàng chạm vào gương mặt nhỏ của cô. Vốn dĩ cô không phải là loại con gái mà anh thích, nhưng chẳng hiểu tại sao hiện tại anh lại có cảm giác muốn ở bên cô như thế này. Đột nhiên anh lại sợ đến ngày phải ly hôn. Nếu như anh tham lam một chút, cố gắng giữ cổ lại thì sao nhỉ? Chắc là cũng không quá đáng đủ hả? Cuối cùng thì Yến Cẩn Uy cũng chỉ biết thở dài một tiếng, sau đó thì liền chuẩn bị đi tắm. Nhưng anh không biết rằng từ khi anh chạm vào gương mặt của cô thì Hà Thụ Huyên đã tỉnh giấc rồi. Kết hôn được gần một tháng, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh chạm vào cô khi cô không phòng bị. Bất giác, gương mặt nhỏ của Hà Thục Huyên lại đỏ lên. Tay của anh rất to nhưng cũng rất lạnh, có lẽ là một phần nào đó Hà Thục Huyên cũng rất thương xót cho gia cảnh của anh. Nói sau thì anh bây giờ là Yến gia của một dòng tộc lớn, bên ngoài thì ai đấy đều kiêng dè, nhưng sâu bên trong thì mấy ai thật lòng phục tùng ảnh chứ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, để có thể bước đến vị trí như hiện tại thì Yến Cẩn Uy chắc đã nỗ lực rất nhiều, mà kiểu người như vậy lại chính là dạng đàn ông mà cô thích. Bất chợt, Hà Thục Huyên liền giật mình với những suy nghĩ vừa rồi của mình. Ôi trời, đến mất thôi, rốt cuộc vừa rồi cô đã nghĩ gì vậy chứ? Cô thích anh sao? Đúng là điên rồi, làm sao cô có thể thích một người như ảnh chứ? Ngay lập tức, Hà Thục Huyên liền lắc đầu, còn tự trấn an bản thân rằng vì anh đẹp trai nên cô đã bị mụ mị đầu óc. Đợi đến khi ly hôn xong thì mọi chuyện sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó. Sau đó thì Hà Thục Huyên lên quay lưng ra bên ngoài. Lúc Yến Cẩn Uy tắm xong thì cũng nhanh chóng bước lên giường. Trước khi đi ngủ thì anh còn lè lén hôn nhẹ lên má của cô, sau đó nhỏ giọng nói: Huyên Huyên, ngủ ngon. Nhưng Yến Cẩn Uy không biết rằng sau lớp tràn đó, trái tim của Hà Thục Huyên đã rung lên đến mức nào. Nếu như không phải là cô giỏi kiểm chế thì có lẽ bây giờ tim cô đã nhảy ra ngoài rồi. Bây giờ trong đầu của cô lại hiện lên một vài câu hỏi. Liệu cô và Yến Cẩn Uy có thể đơm hoa kết quả hay không? Họ thật sự sẽ hạnh phúc bên nhau chứ? Nếu như họ ở bên nhau như vậy, họ không ly hôn nữa, thì liệu hạnh phúc đó sẽ mỉm cười với Hà Thục Huyên hay không? Những câu hỏi đó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu cô, làm cho cô phải suy nghĩ, rồi dần dần lại chìm vào giấc mộng trong mớ hỗn loạn đó. Cho đến ngày mừng thọ của Phùng lão thì Yến Cẩn Uy đã đưa Hà Thục Huyên đến Đế Đô. Tuy rằng cô không quá xa lạ với nơi này, vì trước kia khi đi học thì cô học một trường đại học rất nổi tiếng của Đế Đô. Sau đó thì do gia đình ép buộc nên Hà Thục Huyên phải chuyển về một ngôi trường khác ở Minh Thành. Nhưng trong khoảng thời gian ở Đế Đô thì cô cũng đã sớm quen thuộc hết đường xá ở đây rồi. Đến đây cũng có thể xem là cô đang quay về quê nhà, hay nói đúng hơn là ngôi nhà thứ hai của cô. Bước đến trước cửa dinh thự rộng lớn được bày trí theo phong cách Âu cổ thì Hà Thục Huyên liền có chút trầm trồ. Hóa ra gia đình của cô lại giàu có đến mức độ này, thật sự là khiến cô có chút kinh ngạc đó. Nhưng rồi sau đó Yến Cẩn Uy lại còn phải phổ cập thêm một chút. Phùng gia Đế Đô là một gia tộc lâu đời của nước S này, không chỉ có bề dày lịch sử hơn 100 năm. Anh còn nghe nói rằng tổ tiên của Phùng gia trước kia là một quý tộc ngoại quốc, theo như tước vị thì là hậu tước cao quý, chỉ kém một chút so với chức vị công tước mà thôi. Vì lẽ đó nên 100 năm nay được tổ tiên phù hộ, Phùng gia làm việc gì cũng suôn sẻ, và dường như mỗi thế hệ đều có một nhân tài hiếm có. Theo như Yến Cẩn Uy điều tra thì cậu con trai duy nhất của Phùng lão hiện tại đang là trung tướng của quân đội, con dâu thì là một doanh nhân khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Cậu con trai lớn cũng có ý định sẽ nối nghiệp cha và đang giữ chức vị thiếu tá. Cậu con trai út thì là một học bá thiên tài với chỉ số IQ khủng, nhưng đam mê của cậu út nhà này lại là khoa học công nghệ, tương lai rất có lợi cho đất nước. Tuy rằng những chuyện này Hà Thục Huyên đều biết rồi, nhưng dù sao thì Yến Cẩn Uy cũng có lòng nên cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu để anh vui. Ngoài ra thì cô còn biết rằng người anh trai Phùng Tuân trước kia còn cực kỳ chiều chuộng Hà Kiều Ái, cho dù là sống ở một ngôi nhà tồi tàn nhưng luôn xem cô ta là bảo bối, cùng phụng hết mực. Trái lại thì cậu em Phùng Diệc lại chẳng ưa gì Hà Kiều Ái lắm, có lẽ là do tính cách không hợp. Hơn nữa Phùng Diệc là người của công nghệ, còn Hà Kiều Ái thì một chút cũng không hiểu. Nhiều lần còn vì máy tính mà cãi nhau, nên chỉ số yêu thích của Phùng Diệc dành cho người chị đó là bằng không. Chút nữa chúng ta đến chào Phùng lão trước. Được. Bây giờ Yến Cần Uy có đang định nói về chuyện Phùng gia là nhà thật sự của cô cho cô nghe, nhưng bây giờ có lẽ vẫn chưa đến lúc. Nhưng ngay sau đó Hà Thục Huyền lại tia được ba gương mặt rất quen thuộc. Ô kìa, đó không phải là người cha nuôi đáng kính Hà Cang, người mẹ nuôi lương thiện Mạc Liên Trì và người em gái đáng yêu Hà Kiều Ái kia sao? Quả nhiên là oan gia thì đâu cũng gặp. Cô đã chạy tới đế đô rồi mà vẫn không thoát khỏi họ, đúng là suối quẩy muốn chết. Em nhìn thấy gì à? Một vài con muỗi nhỏ thôi, Yến gia đừng lo, anh cứ làm việc của mình đi. Sau đó thì Yến Cần Uy cũng đưa Hà Thục Huyền đi đến chỗ của Phùng lão. Ở đây thì Phùng Sinh và Triệu Mỹ Ánh nhìn thấy Hà Thục Huyền lên kinh ngạc, vì họ có nghe nói rằng Hà gia đã gả con gái họ đi, nhưng họ lại không biết Hà gia kia đã gả con gái duy nhất của họ đi đâu. Bây giờ đột nhiên gặp lại Hà Thục Huyền ở đây, Triệu Mỹ Ánh tự như đã có cảm giác thân thuộc vậy. Phùng lão, Cần Uy đến trễ, hy vọng lão già không trách phạt. Tiểu tử nhà cậu, với giao tình mấy mươi năm của hai nhà chúng ta còn so đo sao? Lúc này Phùng lão mới đưa mắt nhìn về phía Hà Thục Huyền, sau đó còn ngoắc tay bảo cô lại gần ông ấy. Bớt chột không biết phải làm gì nên Hà Thục Huyền liền đưa mắt về phía Yến Cần Uy, nhưng anh lại gật đầu. Sau đó thì Hà Thục Huyền cũng nhanh chóng bước đến chỗ của Phùng lão ra, nhẹ nhàng nói: Phùng lão, chào ngài. Nhưng Phùng lão cũng không đáp, thay vào đó lại bảo cô cúi đầu xuống thấp hơn một chút. Vốn dĩ lúc này Phùng Sinh đang định lên tiếng nhắc nhở cho mình, nhưng một giây sau đó thì Phùng lão liền gõ nhẹ vào đầu của cô, còn sờ giọng trách móc nói: Còn cún con nhà cô, gặp ông nội cũng không biết gọi rồi sao? Còn cái gì mà Phùng lão nữa chứ? Đừng nói là Phùng Sinh hay Triệu Mỹ Ánh, cho dù là Phùng Tuân hay Phùng Diệc cũng ngạc nhiên với hành động kia của ông nội. Còn Hà Thục Huyền thì hoàn toàn giật mình, từ khi biết Hà Kiều Ái không phải con ruột của Phùng gia thì dường như cô cũng chưa bao giờ gặp mặt người nhà cả, sao nội lại nhận ra cửa chứ? Đến đây thì Triệu Mỹ Ánh liền nói: Cha nhận nhầm rồi, con bé không phải... Không phải cái gì? Nhìn mà xem, cái đầu nét gương mặt của con bé có khác gì mẹ của bầy đâu. Nếu con bé không phải thì ai mới phải? Hà Kiều Ái sao? Cái đứa bạch nhãn làng đó thì... Hai. Quả nhiên lúc này Phùng Sinh mới chú ý đến, đúng là đường nét gương mặt của Yến phu nhân rất giống với người mẹ đã quá cố. Còn Triệu Mỹ Ánh thì liền đi đến trước mặt của cô, nhẹ nhàng mỉm cười nói: Yến phu nhân, có thể cho tôi mượn tay của cô một chút được không? Dù Hà Thục Huyền không hiểu tại sao, nhưng cô vẫn đưa hai tay cho Triệu Mỹ Ánh. Đột nhiên lúc này bà ấy lại ấn mạnh vào tay của cô, khiến cho Hà Thục Huyền cảm thấy đầu nhói mà kêu lên. Yến Cần Uy ở bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng và muốn bước đến đỡ lấy cô, nhưng một giây sau thì Triệu Mỹ Ánh lại ôm chặt lấy Hà Thục Huyền vào lòng. Tiểu Huyền, mẹ tìm được con rồi. Không chỉ Yến Cần Uy kinh ngạc, quan khách ở đây hay thậm chí là Hà gia cũng hoảng hốt. Còn người ngạc nhiên nhất chính là Hà Thục Huyền. Ủa, khoản đã, làm sao mà biết được khi chỉ cần ấn một cái vào tay chứ? Lúc này Triệu Mỹ Ánh liền kéo cô đến chỗ của Phùng Sinh. Ông ấy lại đưa mắt xuống cánh tay của cô. Đến lúc này rồi thì ông ấy mới tin rằng đứa con gái mà họ tìm kiếm bấy lâu nay đang đứng trước mặt mình. Nhưng chỉ có duy nhất Hà Thục Huyền và những người còn lại là không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến lúc này thì Triệu Mỹ Ánh mới nói rằng ba đứa con của bà ấy có một đặc điểm mà không ai có được. Đó là khi dùng lực ấn mạnh vào chỗ nào đó, bất kỳ ở cánh tay, thì ngay lập tức chỗ đó sẽ hiện lên một đóa hoa nhỏ. Dù rằng có miết dài hay thậm chí là ấn tập trung vào một điểm thì kết quả cuối cùng vẫn là hình một đóa hoa nhỏ. Đây không thể xem là đặc điểm đặc biệt nhất, chỉ có thể xem là đặc điểm của con cháu Phùng gia. Vì họ cho rằng từ ngàn năm trước thì con cháu Phùng gia đã có dính một lời nguyền của Hoa Yêu, Cho nên mỗi khi bị thương hay tác động mạnh nào đó thì một nơi bất kỳ trên cơ thể sẽ nở hoa. Khi Triệu Mỹ Ánh sinh Phùng Tuân thì là ở cánh tay, sau đó sinh Hà Thục Huyên cũng là ở cánh tay, cuối cùng là Phùng Diệc cũng vậy. Lúc này Hà Kiều Ái mới nhớ đến chuyện trước đó, khi Triệu Mỹ Ánh biết rằng cô ta không phải con gái mình thì bà ấy có ấn mấy lần, nhưng kết quả vẫn là không có hiện cái gì cả. Khi đó Hà Kiều Ái 18 tuổi, cô ta còn tưởng rằng bà ấy ghét bỏ cô ta nên mới muốn dùng bạo lực để hành hạ, xem như là trả thù cho con gái ruột của bà ấy. Không ngờ đó lại là cách mà Phùng Sa nhận con. Còn chờ đợi Hà Kiều Ái nghĩ ngợi xong thì Mạc Liên Chi lên nhìn cô ta nói: Sao có nói Phùng Sa rất nghèo, tại sao bây giờ lại biến thành gia tộc có trăm năm lịch sử rồi? Con cũng không biết nữa. Rõ ràng Phùng Sa rất nghèo mà, cứ bữa co bữa không, thuốc ăn cũng chỉ là toàn rau với cá, con cũng không biết tại sao nữa. Hạ Càng lúc này mới nhìn Hà Thục Huyên, nếu như cô thực sự là tiểu thư của Phùng Sa ở Đế Đô, còn là vợ của Yến Cần Uy, của Yến Sa, thử hỏi thân phận bây giờ ai còn có thể sánh qua được chứ? So với công chúa cổ đại cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Quả nhiên là Phượng Hoàng thì mãi vẫn là Phượng Hoàng. Lúc này Phùng Tuân và Phùng Diệc cũng đưa mắt nhìn người em gái, người chị gái của mình, nhưng Hà Thục Huyên vẫn còn có chút mơ hồ. Ngạc nhiên thật đấy, người nhà giàu có cách nhận con cũng kỳ lạ ghê. Chỉ vì tay cô ấn ra đó hoa lên nhận cô làm con luôn hả? Cái này không khoa học chút nào. Không chỉ vậy, đến cả Phùng lão còn bí ẩn hơn, chơi luôn cho tâm linh, thấy mặt cô quen quen lên nhận cô làm cháu nội. Hay, nhà này lạ quá. Yến Cẩn Uy bây giờ mới nhanh chóng kéo vợ mình về, ai nhìn cô rồi dịu dàng hỏi: Em không sao chứ? Không sao. Hiển nhiên là Thục Huyên bây giờ thì tin tưởng Yến Cẩn Uy hơn. So với một bên chưa tiếp xúc lần nào thì Yến Cẩn Uy vẫn là sự lựa chọn tốt. Triệu Mỹ Ánh thấy con gái sợ hãi nhiều thế thì liền có chút chua xót. Còn Phùng Sinh thì không nói gì, có lẽ con gái vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Thôi thì cái gì cũng cần có thời gian để làm quen mà. Riêng Phùng Diệc lại cả gan bước đến bên cạnh chị gái, còn nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, cười nghề ngốc nói: Chị ba, chị xinh đẹp thật đó, giống như em đã tưởng tượng vậy. Em nói mà, gen nhà chúng ta đến như vậy, cả cha cả mẹ đều đẹp, anh trai hay em cũng rất xoái. Làm sao mà chị ba lại có nhan sắc tầm thường như Hà Kiều Ái chứ? Từ đầu em đã biết là nhầm lẫn rồi. Bây giờ Hà Thục Huyên không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cậu em này tuy tuổi không lớn nhưng miệng lưỡi thì đanh đá gầy đó. Nhưng không sao, cô rất thích. Đương nhiên là để làm rõ mọi chuyện thì Phùng Sinh vẫn muốn cùng cô làm xét nghiệm ADN. Hà Thục Huyên ban đầu vẫn có chút do dự, nhưng rồi cũng gật đầu. Khi này thì Phùng Tuân mới chủ động bước đến chỗ của em gái, nhẹ nhàng đưa tay ra, nói: Chào em, anh là Phùng Tuân, người rất có thể là anh hai của em. Chào anh. Nhưng Hạ Thục Huyên còn chưa kịp bắt lấy cái tay của anh trai thì Yến Cẩn Uy đã giành trước. Anh nắm lấy tay của Phùng Tuân rồi cười nói: Chào cậu, tôi là Yến Cẩn Uy, là chồng của Huyên Huyên. Nhìn dáng vẻ hũ giấm chua của Yến Cẩn Uy thật sự cũng làm cho Hà Thục Huyên cảm thấy vui vẻ. Cũng chẳng biết từ khi nào mà cô lại thích dáng vẻ ghen tuông bá đạo này của anh nữa. Có lẽ là từ khi ai nhận ra con người thật của cô. Không để không khí bữa tiệc thêm căng thẳng thì Phùng Tuân đã bước lên bục lớn, tuyên bố rằng tiệc thọ thần của Phùng lão chính thức bắt đầu. Lúc này thì Triệu Mỹ Ánh cũng chỉ biết đưa mắt nhìn theo hướng của con gái. Còn Phùng Sinh thì đương nhiên là phải kéo tay nhắc khéo vợ mình nên tiết chế một chút. Hiện tại khoa học đã tiên tiến rồi, chỉ chờ thêm mấy tiếng nữa là có thể chắc chắn. Bà ấy không nên gấp gáp, kẻo làm con gái sợ. Còn Phùng Diệc thì không cần nói, cậu nhóc này hoàn toàn bị Hà Thục Huyên mê hoặc, còn không ngừng lẹo đẽo bên cạnh chị gái của mình, giả sức làm nũng. Trái lại với dáng vẻ chiều chuộng mà Thục Huyên dành cho Phùng Diệc thì Yến Cẩn Uy lại không vui. Vợ anh tuy rằng có thể là tiểu thư Phùng gia, nhưng thằng oắt con kia cũng đâu cần phải dính chặt như vậy chứ. Và có lẽ Hà Thục Huyên cũng nhìn ra vẻ mặt không được hài lòng từ vị trí Yến gia, cô liền để Phùng Diệc lại cho Phong Vinh, sau đó thì đi đến bên cạnh anh, còn nhẹ nhàng nói: Yến gia, anh sao vậy? Lẽ nào anh ghen rồi? Cứ ngỡ rằng Hà Thục Huyên sẽ trêu chọc được Yến Cần Uy, nhưng không ngờ anh không những không ngại, liềm xỉ cũng không còn dính lại một chút nào, trực tiếp choàng tay ôm lấy cô, còn nghiêng đầu nói: Đúng, anh ghen rồi. Vậy bà xã có an ủi anh một chút nào không? Đây gọi là gì? Đây gọi là 49 gặp 50. Nhưng Hà Thục Huyên cũng không muốn chịu thua, cô liền ngoắc tay bảo anh cúi xuống. Khi anh đã ghé sát lại bên cạnh thì Hà Thục Huyên liền nhẹ nhàng hôn lên cổ anh một cái. Tuy nói là hôn thì cũng không hẳn, nói đúng ra là hít nhẹ một cái, sau đó còn nhỏ giọng nói: Yến gia, anh đừng gấp, chút nữa về khách sạn em sẽ an ủi anh. Bây giờ Yến Cần Uy thật sự thấy sai rồi, anh không nên trêu chọc cô gái này, vì chỉ có anh là kẻ chịu thiệt. Da đầu của Yến Cần Uy bắt đầu tê dần vì câu nói của cô. Hôm nay Hà Thục Huyên ăn gan hùm rồi mới dám nói như vậy, hoặc có thể là sau hôm nay cô không còn là Hà Thục Huyên nữa nên mới dám khiêu khích anh như vậy. Nhưng lúc này Yến Cần Uy cũng không chịu thua, anh nhẹ nhàng phả hơi nóng vào tai của cô, tông giọng hạ thấp một chút, nhẹ nhàng nói: Anh sẽ chờ phu nhân. Lúc này dường như Hà Thục Huyên đã biết bản thân sẽ đối mặt với cái gì tối nay rồi, liền đưa tay đẩy anh ra, sau đó thì liền quay mặt sang hướng khác, gương mặt nhỏ cũng dần đỏ lên. Vốn dĩ chỉ là vợ chồng đùa giỡn với nhau thôi, nhưng ở phía xa xa thì Hà Cang lại siết chặt tay của mình. Ông ta không nghĩ mối quan hệ giữa Hà Thục Huyên và Yến Cần Uy lại tốt như vậy, nhưng ông ta lại càng không dám nghĩ đến chuyện Hà Thục Huyên lại là tiểu thư của vùng xa đế đồ, một gia tộc mà Hà gia mãi mãi không bao giờ với tới được. Nghĩ đến những chuyện mà ông ta đã gây ra cho cô, liệu bây giờ ông ta xin lỗi còn kịp không? Sau một khoảng thời gian thì Hà Kiều Ái đã chủ động bước đến chỗ của Phùng lão, còn mỉm cười nói: Ông nội, hôm nay là... Hà tiểu thư, thỉnh tự trọng, cô họ Hà, không phải họ Phùng, đừng tùy tiện gọi tôi là ông nội. Dù rằng ở cách đó khá xa, nhưng Hà Thục Huyên lại nghe thấy một tiếng chát vang vọng quanh đây. Đó là gì? Đó chính là tiếng Hà Kiều Ái tự vả mặt đó, thật sự sảng khoái chết đi được. Nhưng một giây sau đó thì Yến Cần Uy lại kéo tay của Hà Thục Huyên đến bên cạnh Phùng lão, sau đó lại đưa ra lễ vật mà Thục Huyên đã chuẩn bị. Lúc Hà Kiều Ái nhìn thấy đó chỉ là một chiếc chuỗi Phật bình thường thì liền cười cợt. Nhưng cô ta cười cợt thì Phùng lão lại rất vui vẻ, nói: Huyên Huyên, con đúng là cháu ngoan của ông nội. Dù rằng chưa nhận tổ quy tông, nhưng cái cách cháu tặng quà cũng đủ biết cháu là người có tâm tư tỉ mỉ rồi. Nghe đến đây thì Hà Thục Huyên cũng chỉ cười, nhưng Yến Cần Uy lại nói thêm: Cô gái này ấy à, không chỉ tỉ mỉ mà còn không nghe lời. Lúc trước cháu bảo cô ấy tìm quà cho Phùng lão thôi, ấy vậy mà cô gái này lại chạy đi mua chuỗi Phật, còn đưa lên chùa ở Tiết trên núi để đại sư khai quang. Cả thời gian đi và về cũng leo hết mấy trăm bậc thang, gót chân cũng phồng rộp hết cả lên rồi. Phùng lão và Phùng gia nghe vậy cũng rất thương xót, họ xót cho cháu gái của họ là 9, nhưng Hà Thục Huyên là 10. Vốn dĩ chỉ là một thọ thần của một lão già không quen, ấy vậy mà cô vẫn bỏ hết tâm tư vào đó. Nếu như là người nhà thì còn cỡ nào nữa đây. Triệu Mỹ Ánh thấy con gái cố gắng như vậy cũng rất vui lòng. Bà ấy vốn dĩ đã định tìm cô rất lâu, nhưng lại không có manh mối. Tìm Hà gia thì họ lại bảo cô đi đâu mất rồi, không liên lạc được. Nhưng cũng may là cô vẫn sống tốt. Huyền Huyền, cực khổ cho con rồi. Hà Thục Huyên lại mỉm cười rồi lắc đầu, nhưng cô biết là cho dù cô có bỏ qua thì người em trai yêu quý Phùng Diệc cũng sẽ không bỏ qua đâu. Ngay khi Phùng Diệc nhìn sang món quà mà Hà Kiều Ái tặng thì cậu nhỏ này liền bĩu môi, sau đó cò lớn giọng nói: Hai, mẹ và anh hai nhìn kìa, chị ba hàng thật thì cho dù có là người xa lạ cũng dốc tầm dốc sức để lên chùa xin đại sư khai quang. Còn Hà Kiều Ái thì sao? Dù rằng sống với ông nội 18 năm, nhưng đến thọ thần cũng chỉ tặng một ít nhân sâm. Vậy là quý rồi à? Chẳng biết củ đó bao nhiêu tiền, có phải sâm thật hay không nữa. Dù rằng Hà Kiều Ái biết Phùng Diệc đang mắng thẳng mặt mình, nhưng cô ta hoàn toàn không dám mở miệng đáp lại, vì cô ta biết rằng cho dù có cho mẹ ruột ở đây thì họ cũng không bao giờ dám đứng xa che chở cô ta. Đằng này ở đây còn là Phùng gia và Yến gia, hai gia tộc bậc nhất nước S. Vì lẽ đó nên Hà Kiều Ái cũng chỉ biết im lặng và không dám nói ra nửa lời. Tuy nhiên, nếu như trước kia Hà Kiều Ái không quá đáng với Phùng gia thì có lẽ Triệu Mỹ Ánh và Phùng Tuân sẽ nói đỡ mấy câu, nhưng đây là do cô ta tự tạo nhiệt. Lúc trước khi biết bản thân không phải là con gái ruột của Phùng gia thì thiếu điều khu chuyên múa trống để ăn mừng, nhưng bây giờ có hối hận cũng muộn rồi. Ai cũng có sự bao dung, họ đã quá bao dung cho Hà Kiều Ái rồi. Tuy nhiên, Hà Thục Huyên lại đổ mắt nhìn về phía Hà gia, nhà này cũng lạ ghê đó. Con gái bị nói đến mức đó mà cũng không dám hé răng ra bảo vệ là sao vậy trời? Rồi có thật sự là cha mẹ giữ chưa? Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như trước kia Hà Kiều Ái biết điều một chút thì chắc hẳn Hà gia cũng được kết thân với Phùng gia rồi. Đáng tiếc Hà Cang và Mạc Liên Chi lại sinh ra một đứa con không biết suy nghĩ lắm. Còn chờ đợi Hà Thục Huyên suy nghĩ xong thì Phùng lão là gọi cô đến bên cạnh mình. Cô cũng có chút bất ngờ nhìn sang phía của Yến Cẩn Uy, anh cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này thì Phùng lão lên bảo cô cúi đầu thấp xuống một chút. Vốn Hà Thục Huyên còn tưởng Phùng lão lại muốn gõ vào trán mình, nhưng bất giác ông ấy lại nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu của cô, còn cười dịu dàng nói: Huyền Huyền có lòng vì ông nội, ông rất vui. Huyền Huyền, nếu như hôm nay chưa biết ngủ ở đâu thì cứ ở lại Phùng gia, dù sao thì ông nghĩ sớm muộn gì còn cũng phải quay về Đế Đô thôi. Có lẽ từ trước đến giờ Hà Thục Huyên chưa từng được ai nâng niu như vậy. Ánh mắt của cô có chút hạnh phúc xa lẫn nhiều cảm xúc phức tạp. Nhớ lại khoảng thời gian lớn lên ở Hà gia thì chỉ gói gọn bởi hai chữ thành tích. Cậu may là trí tuệ của Hà Thục Huyên khá tốt, nên luôn là thủ khoa hoặc thậm chí còn có thể xem là thiên tài, nên Hà Cang vẫn đối xử với cô như con người. Chứ nếu như IQ tạm tạm thì chắc là đã sớm bị đá ra khỏi Hà gia lâu rồi. Triệu Mỹ Ánh nhìn thấy con gái không lên tiếng nên có chút sốt ruột, nhưng rồi cô cũng nhìn Phùng lão ra, mỉm cười một cái rồi đáp: Vậy hôm nay phiền ngài rồi Phùng lão. Còn gọi Phùng lão nữa sao? Huyền Huyền, ngoan, gọi ông nội đi. Cho dù con có là cháu ruột của ông hay không thì ông vẫn nhất quyết nhận con. Hà Thục Huyền bất giác lại thay đổi tình thế rồi. Lời của Phùng lão rất rõ ràng, hiện tại cho dù cô có phải là huyết mạch của Phùng gia hay không thì cô cũng là cháu gái của ông ấy. Những thứ mà trước kia cô chưa từng nhận được lại xuất hiện ở trước mắt. Lúc này cô lại có cảm giác không chân thật lắm. Ông nội, cháu ngoan, đi thôi, ông đưa cháu đi cắt bánh kem. Vốn dĩ vị trí song hành cùng Phùng lão hôm nay là Phùng Tuần mới đúng, nhưng nhìn ông nội hạnh phúc khi ở bên cạnh Hà Thục Huyên như vậy thì Phùng Tuân cũng sẵn sàng nhường lại vị trí đó. Còn Phùng Diệc thì không cần phải nói, nếu như có hội những ông bố mẹ con gái hay có những hiệp hội anh trai của em gái thì bây giờ Phùng Diệc sẽ là trường câu lạc bộ chân chó của chị gái. Cậu nhóc này hoàn toàn mê đắm Hà Thục Huyên, mặc dù chưa chắc cô là chị gái ruột của mình. Hà Thục Huyên cùng Phùng lão bước lên trung tâm, vì hôm nay cô biết là thọ thần của người cao tuổi nên trang phục cô chọn rất nhã nhặn, không hề có chút gì gọi là phá cách như những lần khác. Thay vào đó thì nhìn vào Hà Thục Huyên bây giờ chỉ có thể nói là ngoan ngoãn, thành lịch, trong trèo và cũng không kém phần quý phái. Nhưng vì cô không phải là người của Phùng gia nên khi mọi người nhìn thấy cô cùng Phùng lão đi cùng nhau nên có vài tiếng xì xầm nổi lên. Vốn dĩ Phùng lão và Phùng gia còn tưởng con gái mình sẽ không ứng phó được với tình huống bị nói ra nói vào, nhưng hình như họ đã đánh giá thấp cô quá rồi. Hà Thụ Huyên sau khi đưa Phùng Lão đến gần bánh kem thì liền ngoan ngoãn lấy micro cho ông ấy, còn Phùng Lão lại nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của cô, sau đó nói: "Xin chào mọi người, tôi là Phùng Nghiệp An. Lần này là thọ thần 80 của lão rồi. Nhưng lão rất vui vì cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cháu gái của mình. Cô bé bên cạnh tuổi đề chính là Hà... À không, bây giờ là Phùng Thụ Huyên, chính thức trở thành tam tiểu thư của Phùng gia." Dừng một chút, ông ấy lại đưa mắt nhìn về phía của Yến Cần Uy, nói tiếp: "Dù rằng Huyền Huyền và Cần Uy đã kết hôn rồi, nhưng bây giờ hai đứa còn phải làm lại vài hồ sơ nhỏ. Luật sư của ông sẽ liên hệ với hai đứa." Đúng lúc này thì Huyền Huyền: "À, nếu cháu không thích thằng oắt con kia thì nhân cơ hội này ly hôn luôn đi." Ngay khi Phùng Lão Sa tuyên bố chuyện này thì những vị khách ở đây đều bán tin bán nghi. Họ còn sợ rằng Phùng Lão Sa bị lừa, nhưng lại chẳng ai dám nói gì cả. Bây giờ mọi người đều đang chĩa mũi dùi về phía của cô, nhưng trái lại với sự lo lắng cho mọi người thì Hà Thục Huyên lại mỉm cười một cái. Quả nhiên là giới thượng lưu không dễ chơi như vậy. Ngay lúc Phùng Sinh đang định nói gì đó thì Hà Kiều Ái lại thẳng bước đến chỗ của Phùng Lão. Có lẽ cô ta bây giờ vẫn còn có chút mong chờ vào tình nghĩa gần 20 năm sống tại Phùng gia. Lúc đó cô ta còn nhìn Phùng Lão, nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Ông nội, ông cũng đừng trách chị Huyền Huyền. Nói sao thì chị ấy từ năm 18 tuổi đã không còn nghe lời cha mẹ, một mình sống ở bên ngoài. May mắn là anh Cẩn Uy không chơi bài nên mới có thể gà đến Yến gia. Ai ra, xem có nói kiểu. Bây giờ chị ấy đã sống rất tốt rồi, cậu không còn phải thường xuyên lùi tới cái quán bar rách nát kia nữa." Dừng một chút, Hà Kiều Ái lại lướt mắt về phía của Phùng Sinh và Triệu Ánh Mì, vì cô ta biết rằng hai người họ xem trọng nhất chính là danh giá. Hơn nữa Hà Thục Huyên lại là nữ nhân thường xuyên lùi tới những nơi không đàng hoàng như quán bar kia thì chắc chắn họ sẽ thấy khó chịu, cho dù có là con ruột thì cũng chẳng khác gì. Tuy nhiên, trái lại với suy nghĩ của cô ta thì Hà Thục Huyên lại cười một cái, sau đó liền lên tiếng nói: "Em gái đúng là rất yêu quý người chị gái này, bỏ cũng không ít tiền để điều tra chị nhỉ." Hà Kiều Ái cũng không đáp. Nhớ lúc này Yến Cần Uy có định giải vây cho vợ thì cô đã đứng giữa tất cả mọi người, kể cả Phùng gia hay thậm chí là Hà gia. Trước tất cả quan khách ở đây, cô liền nhìn về phía của Hà Kiều Ái, nói: "Vậy cho em cũng biết, ba giờ này là một quán bar dưới quyền quản lý của Chu Tước, không phải là dạng tôm tép phù du nào cũng có thể làm. Nhưng chỉ cần chị muốn thì ai cũng có thể đến đó để sinh sống." Dừng một chút, Hà Thục Huyên lại đi đến bên cạnh của em gái yêu quý Hà Kiều Ái kia, sau đó còn nhẹ nhàng đặt tay lên vai của cô ta, vỗ vỗ mấy cái, sau đó nói tiếp: "Theo đúng như lời em nói thì từ năm 18 tuổi chị đã không dựa dẫm vào Hà gia. Nhưng tiếc thật đấy, từ năm 14 tuổi thì tôi đã tự mình nuôi sống mình rồi." Đến đây thì Hà Thục Huyên lại nhìn về phía của người đã nuôi cô, chính là Hà Cang và Mạc Liên Trì. Bỗng chốc cô lại mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Con nói đúng không, cha, mẹ?" Hiển nhiên bây giờ Hà Cang không dám nói gì rồi, vì đúng thật sự như lời của Hà Thục Huyên nói, họ chỉ biết rằng cô là người thông minh, nhưng lại không biết cô có chỉ số trí tuệ thiên tài. Đến năm 14 tuổi đã đỗ đạt đại học, sau đó là tiến thẳng vào trường đại học danh giá nhất đế đô. Nhưng vì hoàn cảnh đưa đẩy nên cô mới phải quay trở về quê nhà, chịu học ở một môi trường kém chất lượng hơn. Tuy nhiên, kim cương ở đâu thì cũng sẽ tỏa sáng. Kể từ năm 14 tuổi thì cô đã không gỡ tay xin tiền Hà gia dù chỉ một đồng. Tất cả những gì cô có đều là do học bổng và trợ cấp của nhà trường. Chẳng những không xin tiền của họ mà năm Hà Thục Huyên 17 tuổi, Hà gia gặp một vấn đề lớn, cần vốn xoay sở nhưng không có. Lúc này thì Hà Thục Huyên chính là người đã đưa chồng ấy một số tiền khá lớn, giúp đỡ Hà thị giữ vững được như hiện nay. Nhưng có vẻ Hà Thục Huyên không quyết định đòi lại. Cô nhìn Hà Cang im lặng thì cũng chỉ biết cười nhạt, xem ra người cha này vẫn chưa khôn ra thì phải. Tiếp theo chính là người mẹ đáng kính rồi. "Để tôi nói cho cô biết thêm nhà, Năm 18 tuổi, cô được Hà Gia nhận về, thế số trang sức, quần áo, giày dép và cả cơ hội được học ở trong trường trọng điểm cũng là chị gái này xin cho cô đó. Cô nghĩ mà xem, thành tích tệ hại, tính cách kiêu căng, nóng nảy, ăn mặc thì chẳng khác gì đám nhà giàu mới nổi. Làm gì có ngôi trường nào dám nhận cô. Nếu không phải, tôi nể mặt hai người họ nuôi tôi lớn. À không, nuôi tôi 14 năm. Thì cô nghĩ bây giờ cô có thật sự là Hà tiểu thư không? Đến đây thì Mạc Liên Chi trực tiếp cúi mặt. Hiển nhiên là vì tất cả những gì Hà Thục Huyền nói từ nãy đến giờ đều là sự thật, nên họ cũng không biết phải đối mặt với cô thế nào. Nhưng bây giờ Hà Thục Huyền lại bước đến bên cạnh Yến Cần Uy, rồi nhìn anh một cái, nói: "Đương nhiên, chuyện hôn sự cũng không phải là ngẫu nhiên mà tôi đồng ý." Nói xong thì không chỉ Hà Gia ngạc nhiên, đến Yến Cần Uy cũng khá bất ngờ. Lẽ nào không giống như những gì anh biết, Hà Thục Huyền cũng không phải là bị ép cưới anh sao? Lúc này thì Hà Cang giống như mới mở ra một thế giới mới. Ông ấy đưa mắt nhìn Hà Thục Huyền, sau đó hỏi: "Chuyện đó là sao?" Ai ra, cha mẹ và em gái nhỏ bỏ công sức điều tra con như vậy, sao lại không điều tra kỹ hơn một chút? Ví dụ như việc con và chủ tước có quan hệ với nhau nè. Hà Cang và Mạc Liên Chi lên mở to hai mắt nhìn cô, tựa như không dám tin vào những gì mà mình nghe vậy. Tuy nhiên sau đó thì Hà Thục Huyền cũng chỉ nói là bản thân đùa thôi, cô và chủ tước làm sao có thể có quan hệ với nhau chứ. Lúc này thì Hà Sa và Phùng Sa mới thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Yến Cần Uy cũng giật mình nhẹ, nhưng cuối cùng cũng chỉ mỉm cười. Tuy nhiên còn chưa để mọi người tha lòng bao lâu thì Hà Thục Huyền lại đứng trước mặt tất cả những người ở đây, dõng dạc nói: "Tôi và chủ tước không có quan hệ, bởi vì tôi chính là chủ tước." Một khoảng không im lặng lại kéo đến. Thông tin này đúng là chấn động cả một vùng mà. Đừng nói là Hà Gia hay Phủng Gia, ngay cả Yến Cần Uy cũng đứng yên bất động khi biết được chuyện này. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô thì có vẻ như cô không quá quan tâm đến chuyện đó thì phải. Bất chợt lúc này Hà Thục Huyền lại nói tiếp: "Để tôi nói thêm một chút về việc kết hôn với Yến Gia vậy. Hà phu nhân không muốn cho Hà Kiều Ái kết hôn với Yến Gia, chính là sợ anh ấy già rồi không thể nào yêu thương và sống với con gái của bà, hoặc thậm chí là không đủ thời gian để cho con gái bà mồi chài. Hà tổng thì lại khác, vừa sợ con gái ruột chịu ấm ức, lại sợ uy danh của Yến Gia áp chế, nên cuối cùng tôi mới là mai chết thầy, thay thế Hà Kiều Ái gà cho Yến Cần Uy." Dừng một chút, cô lại khoác tay của Yến Cần Uy, rồi nhìn về phía của Hà Kiều Ái, khinh bỉ một cái, rồi lại cười chế giễu, nói: "Nhưng các người không ngờ chút gì, Yến Cần Uy không chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, tài giỏi, mà đặc biệt là con rất đẹp trai. Nghĩ thử xem, món hời này dâng tới miệng rồi, nhưng lại bị chính cha mẹ ruột phá hỏng. Ái Ái thân yêu à, chắc em đau khổ lắm nhỉ?" Cũng không biết câu nói của Hà Thục Huyền có uy lực bao nhiêu, nhưng cuối cùng vẫn là chọc cho Hà Kiều Ái tức đến phát khóc, sau đó là trực tiếp chạy khỏi hội trường. Hà Cang và Mạc Liên Chi cũng quá xấu hổ nên đã nhanh chóng đuổi theo. Bây giờ mọi thứ đã giải quyết xong rồi, cô cũng có thể thoải mái sống theo cách của mình rồi. Đúng là vả mặt tiểu nhân sướng tay thật. Cái lúc này Hà Thục Huyền liền muốn buông cánh tay của Yến Cần Uy ra, thì trực tiếp bị anh nắm lại, đôi mắt dịu dàng đến đáng chết nhìn cô, nói: "Yến phu nhân, chúng ta vẫn chưa giải quyết xong mà." Chết thật, cô quên mất con người của Yến Cần Uy thù rất dài, lại là kẻ không nói lý lẽ nữa. Anh cũng ghét nhất là kẻ lừa dối mình. Bây giờ cô chạy còn kịp không? Tuy nhiên chuyện của cô và Yến Cần Uy có thể từ từ rồi tính. Trước mắt thì Phùng Sa lại nhìn cô bằng ánh mắt khác. Vô dĩ cô còn nghĩ lần này toang rồi, chuyện gì cũng nói ra hết rồi, mà Phùng Sa lại là danh gia thế tục, chắc hẳn sẽ cảm thấy không vui khởi biết con cháu của mình lại thanh xa đánh đá trồ ngoa như vậy. Xem ra là cô cũng không thể nhận tổ quy tông rồi nhỉ. Vốn dĩ đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi, nhưng lúc này Triệu Mi Ánh lại bước đến chỗ của cô, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ của cô, sau đó còn đau lòng nói: "Huyền Huyền, cực khổ cho con rồi." Hà Thủ Huyên liền trực tiếp ngu người luôn rồi. Cô há hốc mồm, mở tỏ mắt, nhìn Triệu Mỹ Ánh một cái, không nói lời nào thì bà ấy liền ôm cô vào lòng, còn tự trách mình không sớm tìm ra cô, để cô phải chịu ấm ức lâu như vậy. Đó là lỗi của Phùng Sa, còn hứa đợi sau này khi chính thức đưa cô về nhà thì họ sẽ bù đắp cho cô gấp trăm ngàn lần. Những tổn thương mà Sa đã gây ra, họ đều sẽ bắt Hà ra phải trả giá. Đến cả Phùng Sinh bình thường không hay thể hiện tình cảm, nhưng con gái chịu ấm ức nhiều thế thì ông ấy cũng không khoanh tay đứng nhìn được. Trong khi mọi người vẫn còn cảm xúc thì một bác sĩ trong quân y đã đến. Ông ấy cầm trên tay là kết quả kiểm tra ADN giữa Hà Thục Huyên và Phùng Sinh. Kết quả kiểm tra trả về là quan hệ cha con cùng huyết thống. Những người có mặt ở đây lên thay đổi thái độ ngay lập tức, trực tiếp chúc mừng Phùng Sa, chúc mừng cô đã nhận tổ quỷ tùng. Nhưng Hà Thục Huyên vẫn còn ngào lắm. Khoan đã, rồi cái chuyện tự do của cô đâu? Cô đâu có nhu cầu này. Ủa, khoan đã, cô chưa đồng ý. Cái gì vậy rồi? Có vẻ như mọi chuyện của cô và Phùng Sa lẫn Hà Gia đã giải quyết xong rồi. Nhưng khi Hà Thục Huyên, à không, bây giờ phải là Phùng Thục Huyên, nhìn về phía của Yến Cẩn Uy thì chỉ nhìn thấy anh cười dịu dàng. Cô bây giờ thật sự sợ rồi. Cười khó khăn lại nói: anh đừng có cười đáng sợ như vậy có được không? Sẽ dọa chết người đấy. Hiển nhiên là hôm nay Phùng Sa rất vui nên cũng chưa có hành xử quá đáng hay gây ra sức ép đối với Hảo Gia. Còn Phùng Thục Huyên và Yến Cẩn Uy vẫn nghe theo lời của ông nội và ngủ ở đây một đêm. Lúc ở trong thì Yến Cẩn Uy vẫn còn đang ngồi ở trên giường, còn cô thì đang ngồi trước bàn trang điểm. Ánh mắt của anh vẫn cứ nhìn chăm chăm về phía của cô một cách nóng bỏng, làm cho da đầu của Phùng Thục Huyên phải tê dần. Có cảm giác như xung quanh đang có một đống lửa cố gắng thiêu đốt da thịt của cô. Đến một lúc thì cô cũng không nhịn được nữa, liền nhìn về phía của Yến Cẩn Uy, mất kiên nhẫn nói: Yến gia, anh cứ nhìn tôi chăm chăm như vậy là có ý gì đây? Chẳng phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao? Tôi là chủ tước, tôi cũng không muốn giấu anh, chỉ là thân phận của tôi không thể lộ, tuổi tác thì càng khó tin hơn. Nhưng Yến Cẩn Uy không đáp, anh chỉ nhìn cô, sau đó lại chủ động đến phía sau của cô, trực tiếp giúp cô tháo trang sức ra. Đến lúc này anh mới nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cô, tựa cằm lên vai cô, nhìn thẳng vào gương nói: Huyền Huyền, vậy em nói xem nên giải thích thế nào về việc kết hôn với tôi đây? Dừng một chút, Yến Cẩn Uy lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, sau đó lại ma mị nói: Vừa à, nếu em không giải thích rõ ràng thì em đừng hòng nghĩ tới việc gạch tôi ra khỏi cuộc sống của em. Mà cho dù em có giải thích rõ ràng thì tôi cũng sẽ không thể để em rời khỏi cuộc sống của tôi đâu. Bây giờ cô thật sự bị lời nói của Yến Cẩn Uy làm cho khờ luôn rồi. Anh nói vòng vo một hồi thì chung quy cũng là không cho cô rời khỏi cuộc sống của anh, có đúng không? Thì từ đầu người ta nói vậy đi, chứ nói chi mà lòng vòng quanh co nhức hết cả đầu. Nhưng Yến Cẩn Uy lại không dám nghĩ, người con gái này chẳng những không biết sự mà còn nhẹ nhàng hôn lên má của anh một cái, rồi cười khoái chí nói: Yến gia, nếu đã không muốn em rời đi như vậy thì em không đi nữa, chỉ là sau này hy vọng Yến gia sẽ không thấy em phiền thôi. Em có ý gì? Ý trên mặt chữ. Yến gia, lẽ nào nghe không hiểu lời em nói? Không thể nào, Yến gia thông minh như vậy sao có thể nghe không hiểu chứ, đúng không? Lúc này Yến Cẩn Uy thật sự chưa hiểu ý lắm, nhưng Phùng Thục Huyên cũng vui vẻ để cho anh hiểu. Cô lập tức đứng dậy, sau đó choàng tay ôm lấy cổ của anh, nhón chân một chút, sau đó thì môi của cô lên chạm nhẹ lên môi của anh. Hành động của cô thật sự đã làm cho Yến Cẩn Uy phải giật mình, đến hai mắt cũng phải mở to để nhìn cho rõ. Nhưng sau đó thì Yến Cẩn Uy cũng không nghĩ nữa, anh đưa tay ôm lấy eo nhỏ của cô, cả chút cuồng nhiệt hôn, mãi cho đến khi anh bị cô kéo ngã lên giường thì mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Vội sĩ đang định tiếp tục thì lại có tiếng gõ cửa, hai người cũng dừng lại rồi đưa mắt nhìn nhau. Cô có chút buồn cười nhưng rồi cũng phải nói: Yến gia, anh ra mở cửa đi. Không cần quan tâm, Chúng ta tiếp tục. Vốn dĩ Phùng Thục Huyền cũng có ý định đó, nhưng khi Yến Cần Uy hôn lại một cái thì lại có người gõ cửa. Nói thật thì cho dù bây giờ có hứng tới đầu thì bị phá đám như vậy cũng chẳng muốn hứng thú nữa. Phùng Thục Huyền nhìn gương mặt tối sầm của anh thì cũng chỉ biết cười, sau đó lại chỉ tay về hướng cửa, nói: "Em nghĩ Yến Sa nên mở cửa đi." Dù không muốn lắm, nhưng Yến Cần Uy vẫn phải bước ra mở cửa. Lúc cánh cửa được mở ra thì xuất hiện trước mặt anh chính là Phùng Tuần. Trên tay của anh ta còn có một ly trà gừng ấm. Lúc này Phùng Tuần nhìn ra được sắc mặt của Yến Cần Uy không tốt lắm, nên phải đánh nhanh rút nhanh. Anh ta liền đưa ly nước cho Yến Cần Uy rồi nói: "Vừa rồi sương xuống khá lạnh, tôi sợ Huyền Huyền sẽ bị cảm nên có pha một chút nước, hy vọng Huyền Huyền sẽ không bị ốm." Yến Cần Uy liền nhận lấy ly nước, sau đó cũng không cho Phùng Tuần gặp mặt cô mà trực tiếp cảm ơn rồi đóng cửa lại. Sau đó thì anh đã lấy trà gừng lên bàn, tiếp tục mua đến chỗ của cô và hành sự. Nhưng Yến Cẩm Uy chỉ vừa mới hôn cô một chút thì lại có tiếng gõ cửa vang lên. Anh hít một hơi thở sâu, cố gắng không để bản thân nổi nóng, rồi bước ra mở cửa. Còn Phùng Thục Huyền thì chỉ biết cười thôi. Xem ra Yến Gia nhà cô sắp phát cáu rồi đây mà. Lần này mở cửa ra thì chính là Phùng Diệc. Thằng nhóc này không chỉ tới mà trên tay còn ôm theo gối nằm. Chỉ còn liếc qua là Yến Cần Uy biết nó muốn làm gì. Còn chờ đợi Phùng Diệc lên tiếng thì Yến Cần Uy đã trực tiếp nói: "Huyền Huyền ngủ rồi, đừng làm phiền em ấy. Phùng tiểu thiếu gia, cậu nên về phòng đi. Đã là nam nhi rồi, đừng bám dính lấy chị gái như vậy." Nói xong, anh không quan tâm gì nữa mà đóng cửa lại một cái. Sau đó còn tức giận đi về giường. Nhìn thấy Yến Cần Uy bị chọc tức như vậy thì cô cũng chỉ biết cười. Nhưng rồi sau đó cô lại nói: "Yến Sa không làm nữa sao?" "Gu gì mà không làm." Sau một khoảng thời gian thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Hà Thục Huyền đã đổi tên thành Phùng Thục Huyền, chính thức trở thành thiên kim tiểu thư Phùng Sa, đế đô sành giá. Không chỉ thế mà mối quan hệ giữa cô và Yến Cần Uy cũng bắt đầu tốt đẹp hơn. Ban đầu khi cô gả cho anh thì mục đích chỉ là lợi dụng quyền uy của Yến gia, khắc chế Hà gia, sau một thời gian thì sẽ ly hôn. Tuy nhiên, sống với Yến Cần Uy bao nhiêu ngày tháng, bất giác Phùng Thục Huyền lại thấy con người của anh rất được. Cũng chẳng biết từ khi nào mà cô lại thích anh nữa, chắc là do tính cách của cô từ nhỏ đã độc lập, đột nhiên lại có người quan tâm, lo lắng, nên trái tim cho dù có sắt đá tới đầu thì cũng không thể không tan chảy. Chuyện của Phùng Thục Huyền và Yến Cần Uy xem như là vẫn giữ nguyên như cũ, nhưng vì Phùng Sa lúc trước không được tham dự hôn lễ của cô nên bây giờ mong muốn hai người họ sẽ tổ chức lại một hôn lễ đơn giản, xem như là vừa chính thức ở bên nhau, vừa danh chính ngôn thuận nhận lại Phùng gia. Vốn dĩ đó là kế hoạch ban đầu, nhưng sau hơn 3 tháng yêu thương nhau thì thật may mắn là Phùng Thục Huyền mang thai rồi. Ai xa, lần này cô mang thai chính là tiểu gia chủ của nhà họ Yến, tiểu tổ tông nhà họ Phùng, nên cả Yến Cần Uy lẫn Phùng Sa đều không muốn cho cô chịu cực khổ. Chỉ có Phùng Thục Huyền không biết cô cực khổ ở chỗ nào nữa. Kể từ khi cô nhận lại Phùng Sa thì trên dưới Yến gia cũng đã biết điều hơn rồi. Đặc biệt chính là gia đình của Yến Hy, họ không chỉ không dám chọc giận cô, dù là trước đó cũng không dám. Nhưng lúc trước cô không có chỗ dựa, lâu lâu thì họ vẫn móc mỉa cô mấy câu. Còn lần này cô có chỗ dựa lớn như vậy, họ đã hoàn toàn nghe theo chú ý sắp đặt của cô rồi. Còn chưa kể đến Diệp Lam Tầm nữa, kể từ lần trước bị Yến Cần Uy săn mặt trước tất cả mọi người thì cô ta cũng ngoan hơn rất nhiều. Phùng Thục Huyền còn nghe nói bây giờ Diệp Lam Tâm đang có ý định sang nước ngoài du học, Yến Hy cũng có ý định đi cùng, vì thế nên cũng có thể xem như là bình yên được một thời gian. Từ khi Yến Cần Uy biết cô mang thai thì đã hoàn toàn bám dính lấy vợ mình. Anh cũng biết cô yêu nhất là tiền, nên mỗi lần anh về nhà thì câu đầu tiên sẽ hỏi chính là: "Em tiêu hết tiền chưa?" Nếu như Phùng Thục Huyền nói hết rồi thì anh sẽ chuyển tiền, còn nếu cô nói chưa thì anh cũng chuyển tiền. Nói chung thì đối với Yến Cần Uy không có gì, nhiều nhất chính là tiền. Khoảng thời gian cô mang thai thì Phùng Thục Huyền cũng khá bận rộn, cô bận rộn tiêu tiền mà áp lực, không chỉ có tiền từ chồng cô mà còn có tiền từ nhà mẹ đẻ, đặc biệt là tiền từ quán bar. Chẳng biết Tạ Lạc và Đinh Mộng Xuyên quản lý cái kiểu gì mà bà càng ngày càng làm ăn phát đạt, tiền cứ liên tục về, làm cho cô có cái áp lực tiêu tiền. Tuy nhiên, sau khi mang thai đến tháng thứ 8 thì Phùng Thục Huyền quyết định giao lại ba cho hai người họ. Từ nay trở đi sẽ không còn người nào tên Chu Tước ở đây nữa. Và ba cũng chính là quà tân hôn mà Phùng Thục Huyền muốn tặng cho Tạ Lạc và Đinh Mộng Xuyên. Về suốt thời gian qua, họ đã vì cô nỗ lực quá nhiều, món quà này vô cùng xứng đáng. Mãi cho đến ngày Phùng Thục Huyền lâm bùn thì Yến Cần Uy mới có thể trút hết gánh nặng trên vai xuống. Anh bình thường tự cao tự đại, không cần lo lắng cho bất kỳ ai, nhưng kể từ khi biết tin vợ có thai, trong bụng cô còn có thêm một sinh mạng bé nhỏ, thì anh đã rất lo lắng và khẩn trương. Anh sợ rằng bản thân sẽ không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Vì thế nên bây giờ khi Phùng Thục Huyền hạ sinh an toàn rồi thì anh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đứa bé Phùng Thục Huyền sinh ra là con trai, dáng vẻ mới sinh thì cũng không quá đáng yêu, nhưng trộm vía là đứa bé rất ngoan, cũng ít quấn mẹ, thay vào đó thì lại cuốn lấy cha hơn. Vì lẽ đó nên từ khi sinh con cho đến bây giờ, Phùng Thục Huyền ngủ đều rất ngon giấc. Con người không ngon giấc, không phải là Yến Cần Uy đâu, anh làm gì có chuyện thức khuya chẳng còn chứ. Người không ngon giấc chính là bảo mẫu Phiên Du và Phong Vinh. Đúng rồi, hai người họ mới là thành viên chủ chốt chăm lo cho tiểu thái tử, chứ cha mẹ nó bận ôm nhau ngủ rồi. Nhớ lại cái ngày đặt tên cho con trai Cường, Phùng Thục Huyền đã vặn hết công suất não, chất xám cũng liên tục tuồn ra, nhưng cô vẫn không biết nên chọn cái tên nào cho con trai, là Yến Dụ Văn hay là Yến Lộc An. Cuối cùng thì chuyện gì cũng phải đến tay của Yến Cần Uy. Lúc đó anh đưa tay ôm lấy vợ mình rồi cười nói: khó nghĩ như vậy sao? Đúng vậy, anh nói xem, tên nào cũng hay như thế, cuối cùng chính bản thân lại là người dối nhất. Đến đây thì Yến Cần Uy liền đưa tay vào trong áo của cô, nhẹ nhàng chạm vào eo của cô, sau đó thì thầm nói: khó quá, thì chúng ta cố gắng thêm một đứa nữa, rồi đạt cả hai, như vậy sẽ nhanh hơn đấy. Mơ đi, em đã nói rồi, con trai chưa được 5 tuổi thì em sẽ không sinh nữa đâu. Vợ à, em như vậy là giết người đó. Kinh tế không phải cứ làm là có, phải biết tính toán cho tương lai. Chồng à, anh làm cha rồi nên suy nghĩ cho tương lai của con mình chứ. Nhưng Yến Cần Uy không nói gì, anh trực tiếp ôm vợ đi lên giường, sau đó cúi xuống hôn mấy cái rồi lại nói: nhưng nhìn sẽ chết đó. Dụ Văn cũng được, Lộc An cũng hay, miễn sao em cho anh là được. Này, anh nói chuyện đàng hoàng có được không? Tên con mà sao có thể qua loa được hả? Vậy sao? Nhưng em cũng không nên qua loa với chồng mình nữa đó. Phùng Thục Huyền thật sự bó tay chịu trói rồi. Đến cuối cùng thì đứa bé kia vẫn chưa có tên chính thức, chỉ biết rằng cha mẹ của nó bây giờ đang bận tạo thêm em cho nó. Đứa nhỏ mà biết chắc nó buồn lắm, nhưng thôi, quen là được rồi. Quý vị và các bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc rồi. Quý vị và các bạn đừng quên like, chia sẻ, comment, đăng ký kênh cũng như nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có chuyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.